Hậu duệ kiếm thần. Diệp Quân. Tập 86. Lại một người nữa đến. Kiếm tu tên Cơ Tiểu Kiếm kia đã mạnh đến mức khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, mà bây giờ lại có thêm một người nữa đến. Ai có thể chống lại được? Chẳng lẽ ông trời muốn tiêu diệt Đại Chu sao? Vô số cao thủ của Đại Chu đang có mặt đều lộ vẻ đau thương, lúc này bọn họ thật sự thấy hơi tuyệt vọng rồi. Khuôn mặt của Chu Phản cũng trắng bệch. Lại một người nữa. Ai có thể chống lại? Diệp Quân nhìn về phía chân trời, hắn cũng cau mày. Ác đạo minh này thật sự bị điên rồi sao? Kéo một đội hình mạnh như thế đến giết hắn. Chẳng lẽ hắn bị chủ nhân bút đại đạo nhằm vào? Chủ nhân bút đại đạo. Thời không nơi chân trời nứt ra, một người đàn ông trung niên chậm rãi xuất hiện. Người đàn ông này có vóc người cao lớn, eo thô ngực rộng, hai cánh tay to như cột nhà, cơ bắp cuồn cuộn, mỗi một bước đi đều có thể khiến đất trời rung động, tựa như một vị thần linh thượng cổ. Thấy người này, Diệp Quân lập tức xa sầm mặt, trầm giọng nói, thể tu. Chu Phạn gật nhẹ đầu, hơi nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ do dự. Nét mặt Diệp Quân cũng hơi nặng, nề, trên thế giới này kiếm tu và thể tu là khó giải quyết nhất. Mà bây giờ họ lại gặp cả hai. Một đánh hai. Diệp Quân nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua người đàn ông cao to đang đi tới với nét mặt bình tĩnh. Cơ Tiểu Kiếm nhíu mày, Thương Võ, ông đến làm gì? Người đàn ông vạm vỡ tên Thương Võ dừng chân, ông ta nhìn Diệp Quân bên dưới, cất giọng vang dội, người này có quan hệ thân thiết với chân thần, ta đến để bắt hắn. Cơ Tiểu Kiếm lập tức nói, hắn là của ta. Thương Võ nhìn thoáng qua Cơ Tiểu Kiếm, cô chắc chắn cô có thể giải quyết kiếm tu này à? Cơ Tiểu Kiếm xa sầm mặt. Đánh nhau đến bây giờ, cô ta chợt cảm thấy hơi mệt mỏi, vì dù cô ta tấn công mạnh mẽ thế nào, nữ kiếm tu trước mắt cũng có thể bất động như núi, nét mặt ung dung. Việc này có ý nghĩa thế nào? Tuy không cam lòng nhưng lý trí nói với cô ta. Nữ kiếm tu trước mắt vẫn chưa dùng hết toàn lực. Cơ Tiểu Kiếm nhìn Diệp Thanh Thanh bằng ánh mắt nghi ngờ, chất vấn, vì sao không đấu một trận cho dứt khoát. Diệp Thanh Thanh hờ hững liếc Cơ Tiểu Kiếm, ở nơi này không tiện thể hiện, đổi một nơi khác được không? Cơ Tiểu Kiếm cười đáp, được thôi. Diệp Thanh Thanh lại nhìn Thương Võ phía xa, ông cũng đi theo đi. Thương Võ nhíu mày, bà chắc chứ? Diệp Thanh Thanh đáp, đừng nói lời thừa. Dứt lời bà ấy biến thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Cơ Tiểu Kiếm không chút do dự hóa thành một tia kiếm quang biến mất ở chân trời. Thương Võ nhìn Diệp Quân bên dưới, giẫm nhẹ chân phải bay thẳng lên trời, biến mất ở cuối tinh không. Nhìn thấy hai thánh chí đạo giả đều đã đi, mấy người nhóm Việt Tôn đưa mắt nhìn nhau, chuyện này là sao? Sao đều đi cả rồi? Còn đánh không vậy? Nét mặt Việt Tôn rất nặng nề. Nhóm cao thủ bên phía Đại Chu cũng rất cảnh giác, tuy mấy người nhóm Việt Tôn không mạnh như Cơ Tiểu Kiếm, nhưng cũng không phải yếu, đương nhiên bọn họ không dám coi thường, đương nhiên bọn họ cũng không quá sợ cao thủ khai đạo cảnh này. Từ Thiên chợt đứng lại, ông ta khởi động gân cốt, sau đó nhìn về phía mấy người nhóm Việt Tôn, hai tay ông ta chắp thành hình chữ thập, các vị muốn đánh tay đôi hay đánh hội đồng? Việt Tôn nhìn chằm chằm Từ Thiên, Đại Chu các người cứ đợi đấy. Dứt lời ông ta xoay người rời đi. Không phải không thể đánh nhau mà là không có ý nghĩa gì cả, vì mấy người họ hoàn toàn không chiếm được Đại Chu này. Ở đây liều mạng. Ông ta không muốn. Hơn nữa ông ta cảm thấy ông ta phải đi điều tra lại Diệp Quân này, vì bọn họ luôn tập trung sự chú ý vào chân thần nên thật sự không biết nhiều về tình huống của Diệp Quân. Điều tra rõ ràng tất cả những người đứng sau hắn, sau đó một mẻ hốt gọn. Tránh đánh người này người kia lại đến, phiền. Việt Tôn nhanh chóng dẫn theo mọi người biến mất ở cuối tinh không. Lúc này nhóm cao thủ bên phía Chu tộc cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chẳng mấy chốc sắc mặt họ lại trở nên nặng nề. Vì chắc chắn ác đạo minh sẽ không từ bỏ. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn Diệp Quân. Lúc này Diệp Quân cũng đã biết được tất cả mọi chuyện sau khi mình hôn mê, hắn vừa cảm động vừa áy náy vì những chuyện Chu Phạn làm cho mình,
đặc biệt là khi biết Chu Phạn Thiêu đốt thần hồn vì hắn. Chuyện này vốn không liên quan gì đến Đại Chu, nhưng hắn lại kéo Đại Chu vào. Thấy vẻ xin lỗi và áy náy trong mắt Diệp Quân, Chu Phạn hơi nghiêng đầu không nhìn hắn. Cô ta không cần sự cảm động. Đương nhiên cô ta cũng không suy nghĩ nhiều, tuy trong lòng có chút chờ mong nhưng đó chắc chắn không phải là cảm động. Lúc này Hoàng đế Đại Chu chợt cất lời, Diệp công tử, thương tích của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn, chữa thương trước đã, ác đạo minh này sẽ không từ bỏ, đợi khi ngươi khỏi hẳn, chúng ta còn phải ngồi xuống thương lượng với nhau. Diệp Quân gật nhẹ đầu, được. Hoàng đế Đại Chu nhìn Chu Phạn, con đi theo ta. Dứt lời ông ta dẫn theo Chu Phạn cùng biến mất. Diệp Quân cũng dẫn theo Nhất Niệm quay về trong tiểu tháp. Tiếp tục chữa thương. Ở bên ngoài, Từ Thiên, Đạo Quân và Nguyên Tướng vẫn chưa đi, ba người đứng sóng vai nhau. Từ Thiên chợt nói, không ai nói gì à. Đạo Quân im lặng. Nguyên Tướng nhíu mày, cũng không nói một lời. Từ Thiên nói, từ tình huống trước mắt có thể chắc chắn thế lực đứng sau Diệp Quân không yếu, chỉ không biết là mạnh đến mức nào. Đạo Quân gật đầu, dường như nữ kiếm tu váy đen kia đang che giấu thực lực. Nguyên Tướng gật đầu, sau khi Diệp công tử ra ngoài, cô ta mới bắt đầu che giấu. Từ Thiên và Đạo Quân đồng thời cau mày. Từ Thiên nói, vì sao phải làm thế? Đạo Quân chợt cất lời, có khi nào là muốn tạo áp lực cho Diệp công tử không? Từ Thiên nhẹ lắc đầu, không biết nữa. Dứt lời ông ta nhìn Nguyên Tướng, ông thấy sao? Nguyên Tướng nhẹ giọng nói, chỉ cần một lời của cô ta, nhà họ Diệp kia sẽ kéo dài vận mệnh cho Đại Chu ta thêm mấy tỷ năm, thật sự quá lợi hại. Từ Thiên, Đạo Quân. Ở một nơi khác, Hoàng đế Đại Chu dẫn theo Chu Phạn đi tới trước Hoàng Lăng, hai người chậm rãi đi trên con đường lát đá trong rừng, rừng trúc hai bên đung đưa trong gió. Hoàng đế Đại Chu chợt nói, tiếp theo có dự định gì không? Chu Phạn khẽ đáp, vượt qua cửa ải của ác đạo minh trước đã. Hoàng đế Đại Chu lại hỏi, sau đó thì sao? Chu Phạn sửng sốt. Hoàng đế Đại Chu hỏi, Diệp công tử này không tệ, nhưng trên người có quá nhiều nhân quả, hơn nữa thiên phú của hắn còn rất cao, sau này chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhanh. Chu Phạn cười nói, phụ hoàng sợ sau khi ở bên hắn con sẽ bị lãng quên à? Hoàng đế Đại Chu gật đầu, trước đây phụ hoàng của con cũng có không ít hồng nhan chi kỷ. Nhưng bây giờ lại không một ai có thể đuổi kịp bước chân ta. Nói đến đây ông ta nhìn Chu Phạn, con hiểu ý ta không? Chu Phạn cười khẽ, có lẽ hắn chỉ xem con như bạn bè đơn giản mà thôi. Hoàng đế Đại Chu nói, người không phải cỏ cây, sao có thể không có tình cảm? Con đừng đánh giá thấp sức quyến rũ của mình. Chu Phạn im lặng. Đương nhiên Hoàng đế Đại Chu hiểu rõ suy nghĩ trong lòng con gái. Cô ta muốn Diệp Quân thích mình, nhưng lại không muốn hắn thích vì cảm động. Phụ nữ thường rất quan tâm những điều nhỏ nhặt như thế. Hoàng đế Đại Chu nói tiếp, phụ hoàng bảo con đến là muốn nói với con, bây giờ Đại Chu chúng ta đã bị trói vào Diệp công tử này rồi, con thích hắn, ra sức vì hắn phụ hoàng có thể hiểu, nhưng con cũng phải biết con là con cháu của Hoàng thất Đại Chu, còn là nữ hoàng nhiệm kỳ sau của Đại Chu. Vì thế trong lòng con không thể chỉ có tình cảm nam nữ. Phụ hoàng cũng biết con không muốn tình cảm dính dáng đến những chuyện khác, muốn tình cảm phải không chứa tạp chất. Nhưng con phải hiểu tình yêu là chuyện giữa hai người, nhưng một khi thành thân là chuyện giữa hai gia tộc. Chu Phạn im lặng. Sao cô ta không hiểu ý của phụ thân mình chứ? Vì sao Đại Chu phải liều mạng vì Diệp Quân như thế? Nguyên nhân chủ yếu nhất là vì xem Diệp Quân như trượng phu của Chu Phạn. Nếu không Đại Chu hoàn toàn có thể không dính dáng vào chuyện giữa Diệp Quân và ác đạo minh. Mà bây giờ nếu Chu Phạn chợt nói cô ta và Diệp Quân chỉ là bạn bè bình thường, thì chẳng phải là nói vớ vẩn ư? Chắc chắn người của Đại Chu sẽ không chấp nhận được kết quả này. Hoàng đế Đại Chu an ủi, con đừng suy nghĩ nhiều, đợi sau khi Diệp Quân chữa thương xong chúng ta lại nói chuyện đàng hoàng. Chu Phạn gật nhẹ đầu, vâng. Trong tiểu tháp, lúc này cơ thể của Diệp Quân đã ngưng tụ lại một lần nữa, thương tích cũng gần như đã khỏi hẳn. Diệp Quân ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, bên cạnh hắn là Ngao Thiên Thiên.
Trận chiến lúc trước không chỉ mỗi hắn bị thương nặng, Ngao Thiên Thiên cũng bị thương không nhẹ, cũng may hắn có thể chia sẻ cây thần tự nhiên và tâm sinh mệnh với Ngao Thiên Thiên. Một lúc lâu sau đó, Diệp Quân chậm rãi mở to mắt, hắn đứng dậy hít sâu một hơi, sau đó hoạt động gân cốt, xương trên người phát ra tiếng rắc rắc. Diệp Quân nhìn thân thể của mình, cười khổ, thân thể đắp nặn lại này không thể lợi hại bằng thân thể lúc trước được, nói một cách khác mỗi lần thân thể bị phá hủy thì những thứ tu luyện được lúc trước đều mất hết. Đau khổ. Quá đau khổ. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân chợt xoay người nhìn Ngao Thiên Thiên, cũng may thân thể của Ngao Thiên Thiên không có vấn đề gì cả. Lúc này Ngao Thiên Thiên cũng mở mắt ra. Diệp Quân đi đến trước mặt Ngao Thiên Thiên, dịu dàng nói, khôi phục hoàn toàn rồi chứ. Ngao Thiên Thiên gật đầu, Nói xong, cô ấy sờ nhẹ lên người Diệp Quân, sau đó nói, thân thể này của huynh. Diệp Quân nói, chỉ có thể tu luyện lại thôi. Ngao Thiên Thiên sờ eo Diệp Quân, ta tu luyện cùng với huynh. Diệp Quân bắt lấy tay Ngao Thiên Thiên, cười nói, được. Tuy tu luyện thân thể lần nữa không đơn giản, nhưng hắn có niềm tin. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân chợt nói, tháp gia, người cứu ta lúc đầu là Đại Chu hay là ai? Tiểu tháp đáp, là cha ngươi. Diệp Quân sửng sốt, cha của ta đến à? Tiểu tháp nói, phải. Diệp Quân nhíu mày, vậy vì sao ông ấy lại đi rồi? Tiểu tháp đáp, có lẽ ngươi không quá quan trọng. Nét mặt Diệp Quân trở nên cứng đờ, từ sau khi bị Diệp Thanh Thanh cô chỉnh đốn lại, tiểu tháp này hơi không được bình thường cho lắm. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân đột nhiên kéo Ngao Thiên Thiên đi tới trước tiên đạo thụ, lúc này tiên đạo thụ đã hoàn toàn trưởng thành, táng cây che khuất bầu trời, cực kỳ hùng tráng. Mà trên tiên đạo thụ đã có 29 quả. Quả đạo linh. Thấy 29 quả kia, ánh mắt Diệp Quân lập tức trở nên nóng bỏng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây thật sự là một bảo vật. Cũng may tiên đạo thụ vẫn còn ở trong tiểu tháp, nếu ở bên ngoài thì hoàn toàn không thể trưởng thành nhanh như thế được. Có một điều duy nhất khá đáng tiếc là vì khiến tiên đạo thụ này trưởng thành, hắn gần như đã sử dụng hết tất cả linh tổ. Nhưng tuyệt đối đáng giá. Diệp Quân chợt mở lòng bàn tay, hai quả đạo linh rơi xuống từ trên cây, sau đó biến thành hai tia linh quang rơi vào tay hắn. Diệp Quân kéo Ngao Thiên Thiên đi vào trung tiên đạo thụ, Ngao Thiên Thiên chợt đỏ mặt. Diệp Quân điều động kiếm vực ngăn cách thế giới trong tiên đạo thụ. Chẳng mấy chốc. Có phải huynh đang nghĩ đến người phụ nữ khác không? Sao có thể? Vậy vì sao lúc này mà huynh còn giữ lại ba phần sức chứ? Ở nơi nào đó tận sâu trong hư không? Diệp Thanh Thanh cầm kiếm đứng thẳng. Vẻ mặt vẫn lạnh băng như trước, kiểu người lạ chớ tới gần, tà áo không có gió cũng tự tung bay, trường kiếm trong tay phát ra tiếng kêu khe khẽ. Đối diện với bà ấy là Cơ Tiểu Kiếm và Thương Võ. Một đấu hai. Vẻ mặt Cơ Tiểu Kiếm và Thương Võ đều khá nặng nề, bởi vì vừa nãy hai bên giao đấu mấy chục hiệp nhưng họ vẫn không thể làm gì được nữ kiếm tu váy đen trước mặt này. Hơi khác thường. Ngoài Đăng Thiên Vực. Hai người họ ở trong cảnh giới độc khai nhất đạo này chắc chắn rất hiếm có đối thủ, dù sao họ thường xuyên đánh trận chiến đăng thiên, thi thoảng cũng sẽ lượn qua lượn lại giữa sự sống và cái chết, vì thế dù là thực lực hay đạo hạnh, chắc chắn không phải những cảnh giới độc khai nhất đạo ngoài kia có thể so sánh được. Những người đánh được trận đăng thiên đều không phải người tầm thường. Thế nhưng thực lực của nữ kiếm tu váy đen trước mắt này lại khiến họ bị sốc. Quan trọng nhất là người trước mắt này chưa đánh trận đăng thiên bao giờ, bởi vì nếu từng đánh thì với thực lực của bà không thể nào không có tiếng tăm. Thương Võ lên tiếng, người này vẫn chưa đánh hết toàn lực. Cơ Tiểu Kiếm vẫn im lặng không nói. Hai người họ đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn chưa thể khiến nữ kiếm tu này dốc hết toàn lực. Hàm lượng vàng của độc khai nhất đạo bên ngoài bây giờ đều cao vậy à? Đúng lúc này. Thương Võ đột nhiên tiến lên một bước, để ta xem bà mạnh đến cỡ nào. Nói xong ông ta nắm tay phải lại, tung một quyền về phía Diệp Thanh Thanh. Một quyền ấn vạn trượng phóng thẳng về phía Diệp Thanh Thanh,
quyền mang mạnh tới mức khiến cả một vùng thiên vực không biết tên phải vỡ vụn. Thể tu thuần khiết. Mỗi quyền mỗi thức đều ẩn chứa đại đạo. Đạo của riêng ông ta. Đối mặt với một quyền đáng sợ này của Thương Võ, vẻ mặt Diệp Thanh Thanh bình tĩnh như nước, bà giơ tay chém ra một kiếm. Rầm. Bà chém một kiếm xuống, quyền ấn kia lập tức bị chém dừng lại tại chỗ rồi nứt ra thành mạng nhện. Nhưng vào lúc này, Thương Võ chợt lao tới trước mặt Diệp Thanh Thanh như một tia sét, tung một quyền về phía bà. Diệp Thanh Thanh giơ tay chém thêm một kiếm nữa. Chỉ đơn giản như vậy, không có gì lòe loẹt khoe mẽ. Rầm. Nhát kiếm này vừa hạ xuống, một quyền mang nổ tung, Thương Võ trong nháy mắt bị đẩy lùi ra xa vạn trượng. Vừa dừng lại, cơ thể ông ta chợt trở nên hư ảo, thoáng chốc một tàn ảnh xẹt qua, tiếp đến, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa phóng thẳng đến chỗ Diệp Thanh Thanh. Trong mắt Diệp Thanh Thanh lướt qua vẻ khinh thường, bà xoay cổ tay rồi chém xuống một nhát kiếm. Ầm ầm. Lại một quyền mang nữa nổ tung, Thương Võ lại một lần nữa bị đẩy lùi ra xa vạn trượng. Sau khi dừng lại, Thương Võ chậm chậm ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Thanh đang cầm kiếm đứng ở phía xa, không nhiều lời thừa thãi, tay phải nắm chặt, cơ thể rung lên, ở nơi cách mấy nghìn trượng trên đỉnh đầu ông ta, thời không chợt tách ra, sau đó một trụ tia chớp màu đen phóng thẳng xuống, sau đó bay vào cơ thể ông ta. Ầm. Trong nháy mắt, Thương Võ như người điện, toàn thân phóng ra sức mạnh lôi điện bí ẩn đáng sợ. Vũ trụ kiếp lôi. Sở dĩ cơ thể ông ta mạnh là vì quanh năm dùng vũ trụ kiếp để tôi luyện, không chỉ vậy, dưới sự tôi luyện của vũ trụ kiếp quanh năm suốt tháng, ông ta đã có thể điều khiển được một số vũ trụ kiếp, đồng thời dung hợp hoàn hảo với cơ thể của mình. Thương Võ từ từ ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Thanh phía xa, trong mắt lóe lên tia điện. Ông ta không nói nhiều lời thừa thãi mà trực tiếp hóa thành lôi điện phóng tới chỗ Diệp Thanh Thanh. Lúc này Diệp Thanh Thanh cũng đột nhiên biến mất, chém mạnh một nhát về phía Thương Võ. Ầm. Khi nhát kiếm ấy hạ xuống, vô số lôi quang vỡ vụn, Thương Võ lại bị hất văng bay ra một lần nữa. Sau khi dừng lại, Thương Võ ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Thanh với vẻ mặt đầy kinh hãi. Diệp Thanh Thanh hờ hững nhìn Thương Võ và cơ tiểu kiếm, hai người các ngươi cùng lên đi. Nói xong người bà rung lên, hóa thành kiếm quang rồi chém về phía hai người. Thương Võ và cơ tiểu kiếm nhìn nhau, sau đó họ đồng thời biến mất tại chỗ. Trận chiến bắt đầu. Trong một tinh vực không rõ tên có một tòa đại điện màu đen tựa như con thú khổng lồ sừng sững trong tinh không. Ác đạo điện. Ác đạo điện có tổng cộng 10 điện. Nhất điện là mạnh nhất, cung là bí ẩn nhất, bởi vì đó là điện chủ của ác đạo điện, cho dù mấy cường giả hàng đầu ác đạo minh cũng không biết điện này ở đâu. Mà tòa điện trước mắt là tòa ác đạo thứ 10, tuy chỉ là tòa thứ 10 nhưng vẫn có cường giả khai đạo hàng đầu chấn giữ. Trong điện, nhóm Việt Tôn và ác đạo cung kính đứng chờ. Vị trí đầu tiên trước mặt bọn họ là một người đàn ông trung niên, ông ta mặc trường bào màu đen sẫm, tóc dài ngang vai. Hai mắt màu đỏ sẫm, giữa hai lông mày còn có một giọt máu. Thập điện chủ. Thập điện chủ lúc này đang nhìn quyển trục trước mặt, thi thoảng cầm bút lên điền vài chữ. Nhóm Việt Tôn không dám nói, chỉ im lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, thập điện chủ đặt quyển trục xuống rồi nói, năm vị cảnh giới khai đạo đuổi giết một cảnh giới thần đạo mà thất bại à? Nói rồi ông ta nhìn nhóm Việt Tôn, các ngươi thật sự khiến ta bất ngờ đấy. Sắc mặt nhóm Việt Tôn khó coi, những người khác không dám nói gì, Việt Tôn lưỡng lự một lúc rồi bảo, điện chủ, người đằng sau Diệp Quân cực kỳ không đơn giản. Thập điện chủ bình tĩnh bảo, khi năm người đánh một, người đằng sau hắn ta có ra tay không? Việt Tôn im lặng. Nói thật ông ta cũng rất sốc, bởi vì ông ta không ngờ sức chiến đấu của Diệp Quân lại kinh khủng đến thế, vậy mà hôm ấy hắn lại có thể đấu được với năm người bọn họ lâu đến vậy. Đúng là khó tin. Thập điện chủ cầm quyển trục bên cạnh lên, mở ra rồi nói về nữ kiếm tu váy đen kia đi. Việt Tôn vội đáp, không biết tên của người này, chỉ biết là một trong những cô của Diệp Quân. Thập điện chủ khẽ nhíu mày, một trong những. Việt Tôn gật đầu, Diệp Quân có rất nhiều cô, chừng khoảng 5-6 người. Thập điện chủ bảo, thực lực cũng đều như nữ kiếm tu váy đen đó à?
Việt Tôn trầm giọng, thật ra chuyện này hơi kỳ lạ. Thập điện chủ dừng bút, nhìn Việt Tôn nói tiếp, thuộc hạ điều tra rồi, năm xưa nữ kiếm tu váy đen này vì bảo vệ Diệp Quân mà chiến đấu với rất nhiều thế lực trong Tuế Nguyệt Trường Hà vô tận, mà thực lực của những người đối mặt với bà ta lúc đó đều thấp vô cùng, dưới cảnh giới thần đạo, thế nhưng bây giờ thực lực của bà ta lại vượt trội tới mức có thể cạnh tranh với cường giả chí thánh đạo, tốc độ tăng thực lực này hơi khoa trương. Thập điện chủ tiếp tục phê duyệt, che giấu thực lực. Việt Tôn gật đầu, thuộc hạ cũng nghi ngờ bà ta che giấu thực lực, chỉ là không biết vì sao bà ta phải che giấu thực lực thôi. Thập điện chủ đột nhiên dừng lại rồi bảo, Tuế Nguyệt Trường Hà, theo ta được biết, vị Tịnh Tông chủ kia cũng ở đó nhỉ? Việt Tôn khẽ gật đầu, vâng. Thập điện chủ chợt nhíu mày, vị Tịnh Tông chủ đó là người đằng sau Diệp Quân à? Việt Tôn lắc đầu, không phải. Không chỉ không phải mà ban đầu giữa họ còn từng nảy sinh xung đột nữa. Lông mày nhíu lại của thập điện chủ giãn ra, ông ta khẽ gật đầu, không phải thì tốt. Nói đến đây, ông ta chợt tò mò, giữa họ còn nảy sinh xung đột nữa à? Việt Tôn nói, đúng thế, nhưng sau này không biết vì sao tông chủ quá khứ tông lại đột nhiên dừng tay, không nhắm vào Diệp Quân nữa. Trầm tư một hồi. Thập điện chủ nói, chỉ cần cô ta không đứng về phía Diệp Quân là được rồi. Việt Tôn do dự một lúc rồi bảo, điện chủ, Tịnh Tông chủ này thực lực thế nào? Thập điện chủ bảo, nhân tính áp chế thần tính. Con người Việt Tôn co rút lại. Thập điện chủ khẽ nói, năm xưa minh của ta vì người này mà nhị điện chủ đã đích thân tới Tuế Nguyệt Trường Hà gặp cô ta, mời cô ta gia nhập ác đạo minh nhưng cô ta từ chối. Theo ta được biết thì lần đó hai người họ giao đấu, cuối cùng nhị điện chủ rời khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà, đồng thời hạ lệnh tất cả điện chủ của ác đạo minh thấy cô ta đều phải nể mặt. Việt Tôn kinh hãi. Nhị điện chủ. Đừng nói là nhị điện chủ, với ông ta, cửu điện chủ cũng là nhân vật trong truyền thuyết. Mẹ kiếp. Cường giả bên phía Tuế Nguyệt Trường Hà nhiều vậy à? Bảo sao tên Diệp Quân kia không đơn giản. Thập điện chủ nói, tiếp tục nói về Diệp Quân đi. Việt Tôn dẹp mọi suy nghĩ rồi bảo, theo chúng thuộc hạ được biết, người mạnh nhất đằng sau Diệp Quân không phải nữ kiếm tu váy đen này, mà là một nữ kiếm tu bí ẩn mặc váy trắng. Ồ! Thập điện chủ còn nổi lên hứng thú, còn mạnh hơn nữ kiếm tu váy đen kia nữa à? Việt Tôn gật đầu, thuộc hạ đoán là vậy. Thập điện chủ nhìn Việt Tôn, đoán. Việt Tôn gật đầu, số lần nữ kiếm tu váy trắng đó xuất hiện cực ít, nhưng theo như ta điều tra, mỗi lần bà ta xuất hiện thì giết người cũng chẳng cần dùng tới kiếm, hơn nữa người đó thi thoảng sẽ nói một câu, nhà ngươi ở đâu, chỉ hướng đi. Thập điện chủ dừng bút, hỏi, rồi sao nữa? Việt Tôn trầm giọng bảo, sau đó bà ta sẽ hủy diệt cả nhà người ấy. Thập điện chủ sửng sốt một chút sau đó cười lớn, thú vị. Rất thú vị, nghe ngươi nói như vậy ta lại muốn đích thân gặp nữ kiếm tu váy trắng này đấy. Việt Tôn trần chờ, người này không đơn giản. Thập điện chủ cười, nghe ngươi nói như vậy, đúng là bà ta cũng rất có năng lực đấy. Nói xong ông ta tiếp tục phê duyệt. Thấy vậy, Việt Tôn do dự rồi nói tiếp, chúng ta không nên coi thường nữ kiếm tu váy trắng đó thì hơn. Thập điện chủ bình ĩnh nói, ta coi thường bà ta ư. Ta chỉ nói muốn gặp bà ta thôi. Sao, ngươi cho là ta không có tư cách giao đấu với bà ta à? Việt Tôn vội nói, thuộc hạ không có ý này. Thập điện chủ cầm bút phê duyệt một đường rồi bảo, nữ kiếm tu váy trắng. Nói xong ông ta đặt bút lên bàn, cười khẽ, Việt Tôn, ta có thể hiểu sự thận trọng và cẩn thận của ngươi, dù sao ngươi cũng chưa được thấy vũ trụ và đất trời rộng lớn hơn, ngươi có lòng kính sợ cũng là bình thường. Nhưng ngươi không hiểu ta, nếu ngươi hiểu ta thì sẽ biết, những kiếm tu đến từ vũ trụ cấp thấp này với ta mà nói chỉ là chuyện đùa thôi. Đi lên, đúng lúc điện thoại di động lại vang lên. Alo, trời ạ, tổng giám đốc, anh vừa đi đâu vậy? Sao gọi cho anh mãi mà anh không nghe máy, bệnh viện bên này xảy ra chuyện rồi. Một quyền có thể giết được ba người. Nghe thấy câu này của thập điện chủ, mí mắt Việt Tôn giật giật, ông ta hơi cúi người. Không nói gì. Ở ác đạo điện nhiều năm, đương nhiên ông ta hiểu một số quy tắc, lão đại muốn thể hiện thì tốt nhất ngươi đừng cãi lại, nếu không ông ấy có thể sẽ biến ngươi thành kẻ ngốc.
Thập điện chủ chợt bật cười rồi xua tay, chuẩn bị đi, 3 ngày nữa ta sẽ đến Đại Chu, đích thân giải quyết tên Diệp Quân đó, đương nhiên còn có người đằng sau hắn nữa. Việt Tôn vội cung kính hành lễ, sau đó dẫn nhóm ác bà đi ra ngoài. Ngoài điện, Việt Tôn dẫn nhóm ác bà đi về phía xa, vẻ mặt nặng trĩu. Trên đường đi, ác bà muốn nói lại thôi. Sau khi ra khỏi đại điện, Việt Tôn chợt dừng bước rồi bảo, nói đi. Ác bà trầm giọng bảo, Việt Tôn, có phải điện chủ đánh giá hơi thấp người đằng sau Diệp Quân kia không? Việt Tôn gật đầu, vẻ mặt nặng nề, người phụ nữ váy trắng đó không hề đơn giản. Lúc này, một ông lão áo đen ở bên cạnh bỗng nhiên nói, nhưng ta lại thấy điện chủ nói có lý. Ác bà, Việt Tôn, chúng ta đã bỏ qua một chuyện, đó là điện chủ là người trở về từ Đăng Thiên Vực là nơi thế nào? Đó là tu la tràng của vô số cảnh giới khai đạo. Đăng Thiên Vực. Nghe tới địa danh này, vẻ mặt nhóm Việt Tôn đều trở nên nghiêm nghị. Thực ra nơi đó tương đương với điểm đến cuối cùng của tất cả những cường giả cảnh giới khai đạo, bởi vì sau khai đạo, chỉ có đến nơi đó mới có thể trở nên mạnh hơn. Nhưng nơi đó cũng là nơi vô cùng nguy hiểm, mỗi năm đều có cường giả cảnh giới khai đạo bỏ mạng ở nơi đó. Không phải bọn họ không muốn đến mà là không dám đến, mà những người dám đến đều không phải cường giả cảnh giới khai đạo bình thường. Còn người có gan tới đó mà vẫn có thể sống sót trở về thì là tinh anh trong tinh anh của cảnh giới khai đạo, không phải người mà những cường giả cảnh giới khai đạo ngoài kia có thể so sánh. Ông lão áo đen lại nói, nữ kiếm tu váy trắng đó chưa từng phải dùng tới nhát kiếm tới hai, nghe có vẻ rất mạnh, nhưng hai người đừng bỏ qua một chuyện, đó là người mà bà ta giết ở cấp bậc thế nào, thứ cho ta nói thẳng, vũ trụ có nền văn minh thấp như thế, cho dù ta đến cũng có thể mặc sức chém giết. Một người đàn ông trung niên ở bên cạnh cũng gật đầu, không phải bà ta quá mạnh, mà là người ở nơi đó quá yếu. Ác bà trầm giọng bảo, nhưng thực lực của nữ kiếm tu váy đen kia. Ông lão áo đen cười nói, vũ trụ lớn như thế có hai nhân tài tuyệt thế cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa, lai lịch của nữ kiếm tu váy đen đó bí ẩn, chưa chắc đã đến từ chân vũ trụ. Ác bà nhìn hai người, không nói thêm gì nữa. Bà ta đã từng giao đấu với Thủy Tổ Đại Chu, mà lúc đó bà ta suýt nữa đã bị đánh chết bởi một trường. Mà Thủy Tổ Đại Chu đó đánh không lại Cơ Tiểu Kiếm, nhưng Cơ Tiểu Kiếm lại đánh không lại nữ kiếm tu váy đen kia, mà hình như nữ kiếm tu váy đen còn không mạnh bằng nữ kiếm tu váy trắng đó. Nghĩ tới đây, sắc mặt ác bà trầm xuống. Không được, phải trốn thôi. Việt Tôn đột nhiên bật cười, hai vị yên tâm, ta không có ý gì khác đâu. Đúng là ta hơi kiêng rẻ nữ kiếm tu váy đen đó, nhưng cũng chỉ là kiêng rẻ thôi, dù sao chúng ta đông người như vậy, chẳng lẽ lại sợ một mình bà ta? Ông lão áo đen gật đầu, bây giờ chúng ta phải đoàn kết, không được hài lòng. Người đàn ông trung niên cũng gật đầu đồng ý, 3 ngày nữa chúng ta đến Đại Chu, điện chủ đích thân ra trận, đến khi ấy nữ kiếm tu váy trắng mạnh hay yếu, đấu thử một trận là biết thôi. Ông lão áo đen gật đầu, đúng vậy. Lùi 1 vạn bước mà nói, nếu thực lực của đối phương quá mạnh, vượt xa thập điện chủ thì chúng ta chạy. Với thực lực của chúng ta, cho dù không thắng được đối phương nhưng nếu muốn chạy thì 10 bà ta cũng chẳng đuổi kịp chúng ta. Người đàn ông trung niên cười, không cần, không cần. Nếu người đằng sau Diệp Quân thật sự mạnh như vậy thì cũng không tới nỗi tìm người che chở khắp nơi như chó lạc chủ đâu. Việt Tôn nhìn người đàn ông trung niên và ông lão áo đen rồi bảo. Tư Mã Vũ, Nam Tiếu, dù thế nào cũng không được khinh thường, cẩn thận lật thuyền trong mương. Ông lão áo đen cười, đương nhiên ta hiểu điều này, nhưng nếu điện chủ đã đích thân ra tay thì chúng ta cứ chờ chia tài sản Đại Chu là được. Đại Chu. Vẻ mặt Việt Tôn trở nên kích động. Đương nhiên ông ta cũng động lòng. Mà lần này, sau khi giết Diệp Quân, đương nhiên Đại Chu cũng sẽ bị xóa sổ, toàn bộ tài sản của Đại Chu. Nghĩ thôi cũng thích kích động. Chút dè chừng và lo lắng trong lòng Việt Tôn cũng dần biến mất không còn dấu vết. Nhưng ác bà lại luôn im lặng, lúc này bà ta đã hạ quyết tâm chạy trốn. Bà ta là người tiếp xúc với Diệp Quân sớm nhất, ban đầu bà ta cũng không coi trọng hắn, coi hắn như con kiến, nhưng từ đầu đến giờ, bà ta ngày càng cảm thấy không bình thường. Mấy người xuất hiện ở Đại Chu đều không yếu.
dù là Chu Phạn hay Hoàng đế Đại Chu, hay Thủy Tổ Đại Chu, nếu nói Chu Phạn là kẻ chết trong tình yêu, ham mê sắc đẹp của Diệp Quân thì Hoàng đế Đại Chu và Thủy Tổ Đại Chu không thể cũng như vậy được đúng không? Mà dù là Hoàng đế Đại Chu hay Thủy Tổ Đại Chu thì đều kiên định muốn bảo vệ Diệp Quân. Không bình thường. Rất không bình thường. Dù sao bảo vệ Diệp Quân nghĩa là trở thành kẻ thù với Ác Đạo Minh. Chẳng lẽ Hoàng đế Đại Chu và Thủy Tổ cũng đầu óc bã đậu? Không thể nào. Một người là Hoàng đế Đại Chu hiện tại, một người là Thủy Tổ tạo dựng Đại Chu, sao có thể là kẻ ngốc được? Mà bọn họ đều kiên định đứng về phía Diệp Quân, chỉ có một giải thích. Nền văn minh cấp 5. Nghĩ đến đây, tim Ác Bà đập rộn lên. Chỉ có cách giải thích này thôi. Đại Chu là nền văn minh cấp 4 đỉnh cao, vì thế nếu Diệp Quân ở nền văn minh vũ trụ cấp 4 thì không thể nào khiến họ trả cái giá đắt thế này được. Diệp Quân đến từ chân vũ trụ, nói cách khác, người đứng sau hắn có thể ở vũ trụ nền văn minh cấp 5. Hai tay Ác Bà bắt đầu run lên. Hồi lâu sau, Ác Bà hít sâu một hơi, quay người nhìn Ác Đạo Điện, sau đó rời đi. Bà ta càng nghĩ càng thấy không ổn nên dứt khoát lựa chọn bỏ trốn. Mặc dù sự giàu có của Đại Chu rất hấp dẫn, nhưng cũng phải có mạng để tiêu mới được. Nếu Ác Đạo Minh đánh thắng thì bà ta sẽ về. Nếu thua, đương nhiên chạy được bao xa thì cứ đi. Trong tiểu tháp, không biết qua bao lâu, tiên đạo thụ chợt rung chuyển mạnh, sau đó một luồng kiếm quang bay ra từ trong đó. Kiếm quang tan đi, Diệp Quân xuất hiện. Tiểu tháp chợt lên tiếng, đại ca, ít nhất ngươi cũng mặc quần đùi vào có được không? Diệp Quân. Sau khi mặc áo bào màu đen vào, Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay từ từ nắm chặt, cơ thể hắn run lên bần bật, từng luồng khí thế mạnh mẽ tuôn ra từ trong cơ thể hắn, khuếch tán khắp thiên địa. Giờ khắc này, thời không trong tiểu tháp cũng trở nên sục sôi. Khí thế của Diệp Quân tăng vọt dữ dội. Bây giờ hắn là cảnh giới 8 phần thần tính, nhưng khí thế của hắn đã vượt xa cảnh giới 8 phần thần tính. Tiểu tháp đột nhiên nói, người định lên 9 phần thần tính đấy à? Diệp Quân không nói gì, khí thế của hắn vẫn đang điên cuồng dâng lên, không có ý dừng lại, thời gian trong tiểu tháp bị khí thế của hắn bao phủ. Không biết đã qua bao lâu. Ù! Một tiếng kim ngân chợt phóng ra từ cơ thể Diệp Quân, lên thẳng nơi sâu trong bầu trời. Diệp Quân chậm chậm mở mắt ra, ánh mắt hờ hững. 9 phần thần tính. Lúc này Ngao Thiên Thiên trong bộ váy trắng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Quân. Cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, vẻ thờ ơ hờ hững trong mắt hắn dần biến mất. Thật lâu sau, Diệp Quân hít sâu một hơi sau đó quay đầu nhìn về phía Ngao Thiên Thiên, cười khẽ 9 phần thần tính. Ngao Thiên Thiên gật đầu, không chỉ Diệp Quân đạt tới 9 phần thần tính mà cô ấy cũng đã đạt tới cảnh giới 9 phần thần tính. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn những quả đạo linh trên bầu trời, cảm thán, không hổ là thần vật đến từ vũ trụ nền văn minh cấp 5. Phải nói rằng hai quả đạo linh này đã giúp hắn và Ngao Thiên Thiên rất lớn, không chỉ giúp họ tăng trưởng kinh tế mà còn khiến hắn cảm nhận được sức mạnh bí ẩn. Sức mạnh của quả đạo linh. Ngoài ra, như Tù Linh lúc trước đã nói, đúng là quả đạo linh này có công năng cải thiện thể chất, không chỉ có thể cải thiện thể chất còn có thể nâng cao huyết mạch, đương nhiên có vẻ cũng không giúp ích gì cho huyết mạch của hắn lắm. Dù sao huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân của hắn đều thuộc hàng đỉnh cao. Cho dù là quả đạo linh thì cũng không có tác dụng mấy, nhưng điều hắn bất ngờ là quả đạo linh lại có tác dụng rất lớn với huyết mạch viêm hoàng của hắn. Trong ba huyết mạch, chỉ có huyết mạch viêm mạch là không theo kịp. Điều đáng tiếc duy nhất là cơ thể, tuy cơ thể cũng tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn không bằng trước, dù sao cơ thể của hắn trước đây cũng được vũ trụ kiếp tôi luyện. Nhưng may mà cảnh giới đã tăng lên một bậc. 9 phần thần tính. Dường như nghĩ tới cái gì, vẻ mặt Diệp Quân dần trở nên nặng nề, khi đạt tới 9 phần thần tính, hắn chợt nhận ra tâm cảnh của mình đã có sự thay đổi. Sự thay đổi này chính là trở nên thờ ơ. Ngay lúc đó, trong đầu hắn chợt có một ý nghĩ, vạn vật trên đời đều là phù du, chỉ có đại đạo là vĩnh hằng. Thật ra, cho dù là lúc này hắn cũng cảm thấy câu nói này không có gì sai. Nhận ra điều này, Diệp Quân chợt giật mình bừng tỉnh.
Như nhận ra sự thay đổi của Diệp Quân, Ngao Thiên Thiên khẽ ôm hắn vào lòng, cô không nói gì, bởi vì sau khi đạt tới 9 phần thần tính, tâm cảnh của cô cũng có sự thay đổi. Diệp Quân ôm nhẹ lấy Ngao Thiên Thiên, khẽ nói, 10 phần thần tính có lẽ chỉ là kiếp của một mình ta. Ngao Thiên Thiên dịu dàng nói, ta tin huynh. Diệp Quân cười, ngẩng đầu nhìn tiên đạo thụ, bên trên có 27 quả đạo linh. Diệp Quân nói, Sậu Nguyên. Âm thanh vừa dứt, Sậu Nguyên xuất hiện trước mặt Diệp Quân và Ngao Thiên Thiên, cúi đầu cung kính. Diệp Quân cười bảo, gọi mấy huynh đệ của ông tới đây đi. Sậu Nguyên hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng làm theo, chẳng mấy chốc, 7 huyết thi khác xuất hiện sau lưng ông ta. Diệp Quân xòe tay ra, trên tiên đạo thụ, 8 quả đạo linh hóa thành 8 luồng sáng rồi phóng xuống, dừng lại trong tay Diệp Quân. Diệp Quân nhẩm niệm, 8 quả đạo linh bay tới trước mặt nhóm Sậu Nguyên. Nhìn thấy cảnh này, nhóm Sậu Nguyên đều trở nên kích động. Quả đạo linh. Đây là thần vật cấp cao nhất nền văn minh thuật giả. Ban đầu khi ở nền văn minh thuật giả, họ không có cơ hội tiếp xúc với thần vật cấp bậc này. Mà sở dĩ trước đây nền văn minh thuật giả có thể lớn mạnh như vậy cũng là nhờ tiên đạo thụ, có thể tưởng tượng được quả đạo linh này chân quý cỡ nào. Nhóm Sậu Nguyên không ngờ Diệp Quân lại tặng cho họ thần vật cấp này. Nhóm Sậu Nguyên vô cùng kích động, nhất thời không biết phải làm sao. Diệp Quân cười, hy vọng thứ này có thể giúp mọi người khai đạo. Nhóm Sậu Nguyên đều ở bán bộ khai đạo, muốn bước xa hơn chỉ có hai cách, một là chịu đựng để vượt qua, hai là cơ duyên. Mà bây giờ họ đã có cả hai. Sậu Nguyên đột nhiên quỳ xuống, run giọng nói, Diệp Thiếu, từ nay về sau mạng của thuộc hạ thuộc về Diệp Thiếu. Những huyết thi còn lại cũng đồng loạt quỳ xuống. Trước đây, sở dĩ họ đầu hàng Diệp Quân có một phần lý do rất lớn là vì nữ kiếm tu váy trắng. Sợ chết. Vì thế không thể không đầu hàng. Nhưng giờ khắc này, bọn họ thật tâm đầu hàng. Với mấy người Sậu Nguyên, dĩ nhiên Diệp Quân muốn họ trở nên mạnh hơn. Hơn nữa bây giờ ngoại trừ Ngao Thiên Thiên bên cạnh, mấy người Sậu Nguyên là người có cơ hội khai đạo thành công nhất. Diệp Quân không chỉ cho mấy người Sậu Nguyên quả đạo linh, mà còn cho phép họ vào trong tiên đạo thụ để tu luyện, vì tu luyện trong đó hiệu quả sẽ tốt hơn. Dĩ nhiên mấy người Sậu Nguyên cực kỳ biết ơn với điều này. Trước đó, họ buộc phải đi theo Diệp Quân, cảm thấy cả đời họ bị người khác kiểm soát, tương lai của họ là vô vọng, nhưng lúc này họ nhận ra rằng đây quả thật là một cơ hội tuyệt vời với mình. Cơ hội thay đổi số mệnh. Hơn nữa với tính cách dễ nói chuyện của Diệp Quân, sau này thậm chí họ còn có cơ hội xây dựng lại nền văn minh thuật giả. Đợi sau khi mấy người Sậu Nguyên vào tiên đạo thụ tu luyện, Diệp Quân kéo Ngao Thiên Thiên chậm rãi đi về phía đằng xa. Tiên đạo thụ che cả bầu trời, một cành cây trải dài cả trăm dặm, đất trời ngập tràn hương trái cây kỳ dị, khiến người cảm thấy sảng khoái vui vẻ. Diệp Quân bỗng nói, muội sẽ có thai chứ? Nghe Diệp Quân nói thế, mặt Ngao Thiên Thiên đỏ bừng như than bị đốt, cực kỳ xinh đẹp. Nhìn người phụ nữ đẹp như tiên bên cạnh, Diệp Quân không khỏi kích động. Khoảng thời gian này ngày nào hắn cũng tu luyện song hưu với Ngao Thiên Thiên. Không đúng, lúc đầu là song hưu là để tu luyện, sau đó dĩ nhiên không còn thuần khiết nữa. Ấm áp mềm mại. Người ngoài không hiểu được cảm giác trong đó. Thật ra, do thể chất của long tộc nên nhu cầu ở vài khía cạnh nào đó cao hơn con người rất nhiều. Lúc đầu Ngao Thiên Thiên vẫn còn ngại ngùng nhưng sau nhiều lần, cô ấy cũng dần thoải mái hơn. Dù sao cô ấy và Diệp Quân cũng là vợ chồng đều hiểu rõ lẫn nhau, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng đến lúc động tình, có đôi khi cũng không phân trước sau. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Diệp Quân, Ngao Thiên Thiên không chịu được, lập tức trợn mắt nhìn hắn. Diệp Quân bật cười, sau đó lại thấp giọng hỏi, sẽ mang thai chứ? Ngao Thiên Thiên hơi cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, ta không biết. Diệp Quân nhíu mày, chắc là sẽ nhỉ, dù sao cũng. Mặc dù Ngao Thiên Thiên đã mở cởi hơn nhưng nghe hắn nói thẳng thắn như thế thì không khỏi run rẩy, đầu nóng lên bèn giơ tay đấm hắn một cái. Bụp, Diệp Quân không chút đề phòng bị đánh văng ra xa. Diệp Quân. Nửa canh giờ sau. Diệp Quân một mình đi đến bên bờ biển,
sở dĩ đi một mình dĩ nhiên là vì những lời lúc nãy của hắn. Diệp Quân đi đến một hòn đá, hắn nhắm mắt lại, một thanh ý kiếm xuất hiện trong tay hắn. Một lúc sau, hắn cầm kiếm vung lên. Chỉ một thoáng chốc, vùng biển đó bốc hơi trở thành nơi khô cằn. Nhất giới tuế nguyệt, Diệp Quân cúi đầu nhìn ý kiếm trong tay, lặng thinh không nói. Trước đó lúc hắn đánh nhau với vài cường giả độc khai nhất đạo, hắn từng thi triển nhất giới tuế nguyệt nhưng hiệu quả không tốt lắm. Vì tuổi thọ của đối phương quá cao. Kiếm kỹ này chỉ có thể dùng với những cường giả có tuổi thọ không nhiều, nhưng sẽ có vẻ hơi vô dụng với những cường giả tuổi thọ vừa đủ. Nguyên nhân chính vẫn là vì bây giờ hắn không thể bỗng chốc thi triển quá nhiều lần, nếu không chỉ cần dùng quá nhiều cũng có thể giết đối phương. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân bỗng biến mất khỏi đó, lúc xuất hiện lại lần nữa, hắn đã đến bên cạnh Nhất Niệm, lúc này Nhất Niệm đang ngồi dưới đất, trước mặt cô ta là những con số lạ không biết tên. Diệp Quân ngồi xuống bên cạnh Nhất Niệm, sau đó nói, Nhất Niệm, muội đang làm gì thế? Nhất Niệm liếm hồ lô đường nói, tính toán. Diệp Quân hơi khó hiểu, tính cái gì? Nhất Niệm nói, tuế nguyệt trùng lập. Diệp Quân chớp mắt, làm giới tuế nguyệt của ta mạnh hơn à? Nhất Niệm gật đầu. Diệp Quân rất cảm động, lập tức lấy một cây kẹo hồ lô ra đưa cho Nhất Niệm. Nhất Niệm nhận lấy, cười rất ngọt ngào. Diệp Quân cảm thấy vẫn chưa đủ bèn nướng cho Nhất Niệm hai con dê. Nhất Niệm cực kỳ vui. Sau khi hai người ăn no, Diệp Quân vội hỏi, Nhất Niệm, tuế nguyệt này trùng lập thế nào? Nhất Niệm nói, với ta thì rất đơn giản, nhưng với huynh thì hi hi. Diệp Quân. Nhất Niệm nói tiếp, đơn giản hóa nó đi, ta đang tìm cách đơn giản nó để huynh có thể tu luyện, sắp thành công rồi. Diệp Quân cười nói, cần ta giúp gì không? Nhất Niệm giơ một ngón tay, năm con dê lớn, à không hai con. Diệp Quân bật cười, được được. Nhìn Nhất Niệm chuyên tâm nghiên cứu, Diệp Quân thầm cảm thán, tháp ra, ta nhặt được bảo bối thật rồi. Tiểu tháp không nói gì. Diệp Quân lại nói, tháp ra, người nói xem rốt cuộc Nhất Niệm làm gì thế. Ta cảm thấy muội ấy không giống người làm công, nhưng muội ấy lại không có khả năng gạt ta. Tiểu tháp nói, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Diệp Quân sửng sốt, sau đó cười nói, tháp ra, người vẫn còn giận Thanh Thanh cô à. Tiểu tháp run giọng nói, người đừng nói bậy bạ, ta không giận bà ấy. Diệp Quân cười nói, tính cách của Thanh Thanh cô là thế đấy. Ngươi xem, chẳng phải ta cũng bị đánh đó sao? Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, bà ấy nói ta dạy hư ngươi, ngươi xem lại lương tâm của mình đi, ngươi đi khắp nơi trêu ghẹo con gái người ta, là ta dạy ngươi sao? Hả? Diệp Quân! Tiểu tháp thấp giọng thở dài, ta thừa nhận, bây giờ ta lòe loẹt hơn trước, nhưng đó là lỗi của ta sao? Ông trời thương hại, ta xem như cũng ổn định, xuất thân là một tòa tháp trang nghiêm biết bao nhiêu. Tiếc là sau này đi theo cha ngươi đúng là biến thái. Diệp Quân nghiêm túc nói, tháp ra, nhà họ Dương ta đều ghi nhớ công lao của ngươi, ngươi yên tâm đi, đợi sau khi ta thống nhất cả vũ trụ, ta sẽ xây một bức điêu khắc trong thư viện Quan Huyên ở vũ trụ Quan Huyên cho ngươi, để ngươi được người đời cung kính. Tiểu tháp im lặng hồi lâu rồi nói, ta là kiểu tháp để ý đến hư danh sao? Ta muốn mỗi thư viện đều xây cho ta một bức tượng. Diệp Quân. Cuối cùng Diệp Quân đồng ý với tháp gia, lúc này tâm trạng của tháp gia mới tốt hơn. Diệp Quân bỗng nói, không biết Thanh Thanh cô có nguy hiểm không? Nói rồi hắn rời khỏi tiểu tháp. Ở bên ngoài, Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn tận cuối hư không, lúc này hắn đã không cảm nhận được ba người Diệp Thanh Thanh nữa. Tiểu tháp nói, yên tâm đi, dù Thanh Thanh cô của ngươi đánh không lại thì vẫn có thể chạy mà. Diệp Quân khẽ gật đầu, e là ác đạo minh này sẽ không buông tha, ta phải đi tìm Phản cô nương bàn bạc một chút. Tiểu tháp bỗng nói, người định đối đãi với Phản cô nương đó thế nào? Người ta đã làm rất nhiều chuyện vì ngươi. Diệp Quân lặng thinh. Tiểu tháp nói, đừng phụ lòng người ta. Diệp Quân khẽ nói, tháp ra, ta hơi nhiều vợ. Tiểu tháp nói, nam tử Hán đại trượng phu, có mấy cô vợ thì thế nào? Hơn nữa theo lời của cha ngươi, ngươi cũng không có gì sai,
chỉ có thể coi là tình yêu rộng lớn, muốn cho mỗi cô gái một ngôi nhà. Diệp Quân ngạc nhiên, cha ta nói ư. Tiểu Tháp nói, phải. Diệp Quân lặng thinh. Tiểu Tháp còn muốn khuyên, Diệp Quân bỗng nói, được rồi, ta nghe lời Tháp ra. Tiểu Tháp. Tiểu Tháp cảm thấy cả người tê cả lại. Mẹ nó chứ. Tên khốn kiếp này căn bản không cần mình khuyên. Sau khi ra khỏi Tiểu Tháp, Diệp Quân đến Đại Chu, sau đó tìm Chu Phạn. Lúc này Chu Phạn mặc một bộ váy màu xanh lục, vóc dáng mảnh khảnh, dung mạo tuyệt thế. Nhìn thấy Diệp Quân, Chu Phạn mỉm cười, ngươi đến rồi. Diệp Quân gật đầu, ừ. Chu Phạn nói, có việc gì sao? Diệp Quân cười nói, không có việc gì thì không được đến tìm cô sao? Chu Phạn sửng sốt, sau đó bật cười, tất nhiên là được chứ. Diệp Quân nói chuyện chút nhé. Chu Phạn gật đầu. Một lúc sau, hai người đi đến một tinh không. Vì trận chiến trước đó mà cả vũ trụ Đại Chu đã tan thành mây khói, cũng may không làm tổn thương đến căn cơ của Đại Chu, dù sao vẫn còn người ở đó. Chỉ cần cường giả cốt cán không bị tổn thất, thì có thể xây dựng lại vũ trụ và thành trì bất cứ lúc nào. Hai người chậm rãi đi trong tinh không tĩnh lặng, không ai lên tiếng nói gì. Qua một lúc lâu sau, Diệp Quân cười nói, vốn dĩ muốn nói cảm ơn cô, nhưng cảm thấy nơi thế lại khách sáo, thế nên ta không nói. Chu Phạn mím môi, ừ. Diệp Quân nói, chắc chắn ác đạo minh sẽ không tha. Chu Phạn nhìn Diệp Quân, người định thế nào? Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, nếu là trước đây, ta sẽ trốn chạy, tạm thời lánh nạn, nhưng bây giờ, nói rồi hắn khẽ cười, chỉ có cách chiến đấu. Chu Phạn trầm giọng nói, thực lực của chúng ta không bằng chúng. Diệp Quân mỉm cười nói, lần này để nhà họ Dương ta đánh với chúng. Chu Phạn hơi khó hiểu, không phải nhà họ Diệp sao? Diệp Quân cười nói, chuyện này nói ra hơi phức tạp. Chu Phạn nói, ta muốn biết. Diệp Quân gật đầu, vậy ta sẽ từ từ nói cho cô nghe. Chu Phạn cong môi nở nụ cười động lòng người. Diệp Quân chậm rãi kể khái quát lại chuyện giữa cha và ông nội đời trước, nghe hắn kể xong, Chu Phạn hơi kinh ngạc nói, gia tộc các ngươi đều nuôi dưỡng bên ngoài vậy sao? Diệp Quân gật đầu, ta là đời thứ ba được nuôi dưỡng bên ngoài. Chu Phạn nói, bá phụ nuôi dưỡng bên ngoài hoàn toàn à? Diệp Quân cười nói, đúng thế, nghe Tháp gia của ta nói, năm đó cha ta thảm lắm. Chu Phạn mỉm cười nói, Tháp gia mà ngươi nói là vị tiền bối đi theo ngươi đấy ư? Diệp Quân gật đầu, đi thôi, ta dẫn cô vào trong xem, nói rồi hắn dẫn Chu Phạn đi vào tiểu tháp. Sau khi vào tiểu tháp, Chu Phạn ngây người, sau đó vẻ mặt cô ta dần trở nên nghiêm trọng, thời gian ở đây và thế giới bên ngoài. Diệp Quân nói, 10 năm trong tháp bằng một ngày bên ngoài. Chu Phạn run lên, mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Diệp Quân mỉm cười, chỉ có người thân nhất của ta mới được ta dẫn vào đây. Chu Phạn sửng sốt, sau đó mặt đỏ bừng. Tiểu tháp, người thân nhất của mình. Nghe Diệp Quân nói thế, trái tim Chu Phạn đập loạn nhịp, hắn có ý gì? Tỏ tình sao? Chu Phạn lén nhìn Diệp Quân, chỉ thấy hắn đang nhìn mình, trong mắt là thứ gì đó không rõ. Chu Phạn vội thu lại tầm nhìn. Lòng đập thình thịch như chú nai tơ, thân là nữ hoàng ưu tú nhất Đại Chu, cô ta không phải chưa từng có người theo đuổi, hơn nữa người theo đuổi cô ta đều là con cưng của trời. Nhưng cô ta đều rất thờ ơ, bởi vì vẫn chưa gặp được người khiến cô ta rung động, mà cô ta cũng nghĩ cả đời này cô ta ràng buộc bản thân chỉ vì chuyện tình cảm như những người phụ nữ bình thường, cho nên cô ta có thể thản nhiên với chuyện này. Nhưng lúc này cô ta mới nhận ra cho dù là đàn ông hay phụ nữ thì khi đối diện với người mình rung động, thật sự không thể thờ ơ được. Cứ ngại ngùng. Chu Phạn lắc đầu khẽ cười, cực kỳ không thích cảm giác này, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Diệp Quân, ngươi đang tỏ tình với ta sao? Cô ta nói rất nghiêm túc, rất thẳng thắn và bình tĩnh, nhưng hai tay đã bất giác siết chặt lại. Chu Phạn bỗng hỏi như thế khiến Diệp Quân hơi sửng sốt. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, gật đầu. Hắn trả lời cũng rất thẳng thắn. Trong chuyện tình cảm, kiêng dè nhất là ngại ngùng. Thích thì cứ tiến lên,
đừng có do dự mãi để rồi gây ra vài hiểu lầm không cần thiết, sau đó là một màn kịch đầy bi thương. Chu Phạn nhìn chằm chằm Diệp Quân. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Diệp Quân bỗng bước lên trước, sau đó cúi người hôn lên môi Chu Phạn. Mềm mại, ấm áp. Mùi hương cơ thể xộc vào mũi. Cơ thể Chu Phạn cứng đờ, đôi mắt xinh đẹp trợn to, muốn phản kháng nhưng lúc này lại không biết tại sao chẳng còn chút sức lực, chỉ có thể để mặc người đàn ông trước mặt này làm càn. Một lúc sau, hai đôi môi tách ra, một chất dịch trong suốt kéo ra từ bôi môi hai người. Chu Phạn trợn mắt nhìn Diệp Quân. Diệp Quân mỉm cười, sau đó dẫn Chu Phạn ra khỏi tiểu tháp, hắn chủ động nắm tay Chu Phạn, lần này Chu Phạn không từ chối, đã bị hắn cợt nhả như vậy rồi, đừng nói là nắm tay, cho dù. Không biết nghĩ đến điều gì, mặt Chu Phạn đỏ bừng. Diệp Quân bỗng lấy một viên quả đạo linh đưa cho Chu Phạn, cho muội. Nhìn quả đạo linh đó, Chu Phạn hơi ngạc nhiên, đây. Diệp Quân mỉm cười nói, quả đạo linh, thần vật của nền văn minh thủy tộc. Chu Phạn nói, huynh thăng cấp là nhờ quả này à? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Chu Phạn nhận lấy quả đạo linh, sau khi đánh giá một phen, vẻ mặt cô ta dần trở nên nghiêm túc, linh khí chứa trong thứ này trống rỗng. Diệp Quân gật đầu, ừ. Chu Phạn hỏi, nền văn minh thủy tộc là nền văn minh cấp 5 thật sao? Cô ta cũng biết một ít về nền văn minh thủy tộc, nhưng không chắc nền văn minh thủy tộc là nền văn minh cấp 5 hay cấp 4. Diệp Quân nói, đã từng là thế, nhưng sau khi trận chiến với nền văn minh thiên hành, cường giả của họ ngã xuống quá nhiều dẫn đến nền văn minh suy sụp. Nền văn minh thiên hành. Chu Phạn nói, trước giờ không có cơ hội hỏi huynh, lửa thiên hành lúc trước của huynh. Diệp Quân xòe tay ra, lửa thiên hành xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Nhìn lửa thiên hành trong tay Diệp Quân, sắc mặt Chu Phạn lập tức trở nên nghiêm túc. Thần vật nền văn minh cấp 5. Nghe nói khi vật này xuất hiện thì sẽ có một nền văn minh sụp đổ, thật ra mấy năm nay Đại Chu cũng đang trốn tránh nền văn minh thiên hành. Không có nền văn minh nào muốn dây vào sự tồn tại đáng sợ trong truyền thuyết này. Chu Phạn không nghĩ nữa, cô ta nhìn lửa thiên hành trước mặt, thấy lửa thiên hành không có dao động về năng lượng thì nhìn Diệp Quân nói, ta có thể sờ được không? Diệp Quân cười nói, tất nhiên, nói rồi hắn đưa lửa thiên hành cho Chu Phạn. Chu Phạn hơi do dự. Diệp Quân cười nói, đừng sợ, lửa này đã bị ta trấn áp rồi. Lửa thiên hành. Tiểu tháp không khỏi nói, đại ca à, người chắc chắn là người trấn áp chứ. Diệp Quân thầm nói, đều là người một nhà, cô trấn áp thì tức là ta trấn áp. Tiểu tháp im lặng, nó nhận ra mặc dù tên này bình thường trông có vẻ rất lương thiện nhưng thực chất vẫn thừa hưởng một ít tính hiếu thắng của cha mình, chỉ là không thể hiện ra rõ như cha mình. Quả nhiên là máu mủ ruột già. Chu Phạn liếc nhìn Diệp Quân. Tất nhiên là cô ta không tin ngọn lửa này là do Diệp Quân trấn áp, nếu Diệp Quân có thể trấn áp ngọn lửa này thì còn không trở tay đánh cho ác đạo minh một chưởng để chúng bị tiêu diệt sao. Cô ta hết sức cẩn thận nhận lấy lửa thiên hành, ngọn lửa này giống hệt như miêu tả trong sách cổ, có màu đỏ sẫm, bên trong hình như có máu đang lưu chuyển, nhưng lại không có chút năng lượng nào, không khác gì lửa bình thường. Bị trấn áp thật rồi. Chu Phạn cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Cô ta nhìn Diệp Quân nghiêm túc nói, lúc trấn áp ngọn lửa này, huynh có vất vả không? Diệp Quân bật cười, hắn nhẹ nhàng xoa mặt Chu Phạn. Chu Phạn mỉm cười, vẻ mặt động lòng người. Diệp Quân nhìn ngọn lửa thiên hành đó, mỉm cười nói, đây là do cô ta trấn áp. Chu Phạn muốn nói lại thôi. Diệp Quân cười nói, giữa ta và muội không cần phải che giấu. Chu Phạn nhìn Diệp Quân. Dịu dàng như nước, ừ. Diệp Quân nói, muội tò mò thực lực của cô ta phải không? Chu Phạn gật đầu, cô ta thật sự không thể tưởng tượng được người có thể trấn áp lửa thiên hành. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, ta không thể trả lời muội vấn đề này, vì ta cũng không biết sốt cuộc cô mạnh đến mức nào. Chu Phạn hơi khó hiểu, huynh cũng không biết ư. Diệp Quân gật đầu, cho đến lúc này. Kẻ thù mà ta gặp đều không thể đỡ được một nhát kiếm của bà ấy. Nói rồi hắn chỉ vào lửa thiên hành, bao gồm cả lửa thiên hành này,
Hôm đó lúc ngọn lửa này lao đến, cô ta chỉ giơ ngón tay lên, ngọn lửa này mất tác dụng. Vẻ mặt Chu Phạn thay đổi. Chỉ giơ ngón tay đã trấn áp được lửa thiên hành. Cực kỳ đáng sợ. Sắc mặt Chu Phạn dần trở nên nghiêm trọng, đồng thời cũng khá phức tạp, Đại Chu là vũ trụ nền văn minh đỉnh cấp cấp 4. Thật ra cũng được xem là hung hãn trong vũ trụ này, nhưng lúc này cô ta nhận ra trong vũ trụ rộng lớn này, trong mắt một số người, Đại Chu chỉ là sự tồn tại cực kỳ nhỏ bé. Diệp Quân kéo tay Chu Phạn, mỉm cười nói, đừng ngạc nhiên, đây chỉ là thao tác cơ bản của cô chúng ta thôi. Chu Phạn nhìn Diệp Quân, cô chúng ta. Diệp Quân hỏi ngược lại, cô ta chẳng phải là cô của muội sao? Chu Phạn chớp mắt, sau đó nói, trước đây ta cứ nghĩ huynh hiền lành, thật thà, bây giờ xem ra là ta nhìn lầm. Huynh nói thật cho ta biết câu này của huynh có phải đã nói với rất nhiều cô gái rồi không? Khuôn mặt Diệp Quân cứng đờ. Chu Phạn không tiếp tục chủ đề này nữa, cô ta kéo Diệp Quân đi về phía xa, ta không thể gả cho huynh. Diệp Quân sửng sốt. Chu Phạn nói tiếp, phụ hoàng đã có ý về hưu, nói cách khác sau này ta sẽ trở thành nữ hoàng Đại Chu, mà theo luật pháp Đại Chu, nữ hoàng không thể gả cho người khác. Diệp Quân nói, nữ hoàng chỉ có thể độc thân à? Chu Phạn cười nói, đương nhiên không phải, mặc dù không thể gả cho người khác nhưng có thể nạp phi, nam phi. Diệp Quân. Chu Phạn nhìn Diệp Quân, sau đó cười nói, mặc dù ta không thể gả cho huynh, nhưng huynh có thể gả cho ta. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười. Chu Phạn nói, những gì ta nói đều là thật. Diệp Quân nói, ta biết, muội là một người kiên cường, muội không muốn trở thành vật trang trí của ta, muội muốn có sự nghiệp của mình, ta cũng ủng hộ muội, cũng sẽ cố gắng giúp muội. Chu Phạn nhìn Diệp Quân hồi lâu, sau đó chậm rãi nhào vào lòng Diệp Quân, khẽ nói, ta biết huynh hiểu ta. Diệp Quân ôm lấy eo Chu Phạn, khẽ nói, vậy chúng ta làm bạn bè đơn thuần nhé. Chu Phạn ngẩng đầu trợn mắt nhìn Diệp Quân. Diệp Quân bật cười, như nghĩ đến điều gì, hắn bỗng nói, đi thôi, nói rồi hắn kéo Chu Phạn ngự kiếm bay lên, biến mất ở tận cuối tinh không. Một lúc sau, Diệp Quân dẫn Chu Phạn đến một khoảng không vô tận, cách trước mặt họ hàng vạn dặm vang lên tiếng đánh nhau đinh tai nhức óc, đó là Diệp Thanh Thanh và Thương Võ, Cơ Tiểu Kiếm. Thấy Diệp Quân đến, Diệp Thanh Thanh bỗng dừng lại, bà ấy nhìn Diệp Quân, con đến làm gì? Diệp Quân giật mí mắt, vội nói, con đi ngay, nói rồi hắn kéo Chu Phạn xoay người bỏ chạy. Chu Phạn. Diệp Thanh Thanh hừ một tiếng, sau đó xoay người nhìn Thương Võ và Cơ Tiểu Kiếm ở đằng xa, nhướng mày, nhìn cái đầu ngươi đấy. Cơ Tiểu Kiếm. Thương Võ trầm giọng nói, vừa nhận được tin, thập điện chủ sắp ra tay. Bảo chúng ta lui xuống. Cơ Tiểu Kiếm nhíu mày, hắn cũng về rồi à? Thương Võ gật đầu. Cơ Tiểu Kiếm im lặng hồi lâu rồi nói, đánh hội đồng sao có thể là hành vi của đại trượng phu được. Ông đi đi. Nói rồi cô ta nhìn Diệp Thanh Thanh, hôm khác ta lại đến tìm ngươi. Cô ta xoay người biến thành một tia kiếm quang, biến mất ở chân trời. Thương Võ ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói, quả thật, dứt lời. Ông ta cũng quay người biến mất ở cuối chân trời. Nói đúng ra, họ không phải là người của ác đạo minh, họ chỉ là người cung phụng của ác đạo minh, mà cung phụng tức là tạm bợ. Làm to chuyện rồi bỏ chạy. Thật ra hai người vẫn cần phải mạnh hơn, hai đánh một, họ đều cảm thấy hơi quá đáng, nếu không phải vì muốn xem thử rốt cuộc thực lực của kiếm tu nữ váy đen này mạnh cỡ nào, họ cũng sẽ không làm như thế. Mà bây giờ thập điện chủ đó còn muốn kêu bọn họ cùng đi đánh Diệp Quân, họ khinh thường hành vi này. Dù sao Diệp Quân đó cũng thật sự quá yếu. Mới chỉ là cường giả cảnh giới thần đạo. Thấy hai người rời đi, Diệp Thanh Thanh nhíu mày, sau đó nhìn xuống dưới. Một lúc sau bà ấy biến thành tia kiếm quang biến mất khỏi đó. Diệp Quân dẫn Chu Phạn quay lại bên dưới, hắn cũng nghĩ mà sợ, tính tình Thanh Thanh cô này ngày càng nóng nảy. Vô lý thật sự. Chu Phạn bỗng nói, vị đó là cô của huynh à. Diệp Quân gật đầu, tính tình Thanh Thanh cô. Tiểu Tháp bỗng run giọng nói, ta khuyên ngươi đừng nói bậy. Diệp Quân, khụ. Ngay lúc này một tiếng kho khẽ vang lên cách phía sau hai người không xa.
Diệp Quân và Chu Phạn xoay người lại, Hoàng đế Đại Chu đứng cách hai người không xa. Mặt Chu Phạn đỏ bừng, vội vàng buông Diệp Quân ra nhưng tay lại nắm lấy Diệp Quân không buông. Diệp Quân mỉm cười. Hoàng đế Đại Chu gật đầu, Ác Đạo Minh đã đến rồi. Ác Đạo Minh. Diệp Quân nhíu mày. Hoàng đế Đại Chu nói, đi theo ta. Nói rồi ông ta xoay người biến mất. Diệp Quân và Chu Phạn nhìn nhau, sau đó cũng biến mất khỏi đó. Rất nhanh hai người đến một hư không. Lúc này vài cường giả đỉnh cấp Đại Chu đều ở đây. Khi nhìn thấy Diệp Quân đã là cường giả chín phần thần tính, mấy người đạo quân đều sửng sốt. Mẹ nó chứ! Tên này lại tăng lên một cảnh giới nữa nhanh thế sao? Mấy người đạo quân nhìn nhau, đồng thời nghĩ đến một từ, biến thái. Mà họ còn để ý đến chi tiết Diệp Quân nắm tay Chu Phạn, thấy thế vài cường giả Đại Chu đều nở nụ cười. Bị mọi người vây xem, mặt Chu Phạn hơi nóng, vừa định rút tay lại thì Diệp Quân giữ chặt lại, không thể động đậy. Chu Phạn xấu hổ trợn mắt nhìn Diệp Quân, nhưng lại không vùng ra nữa, để mặc Diệp Quân nắm. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn chân trời, có 6 cường giả đỉnh cấp đứng ở tận cuối nơi đó, người đứng đầu là Việt Tôn. 6 người đều là cường giả cảnh giới khai đạo. Cường giả đỉnh cấp thập điện ác đạo đều tụ lại đây. Việt Tôn cũng nhìn thấy Diệp Quân, khi thấy Diệp Quân đã là cường giả thần tính 9 phần, sắc mặt ông ta cũng thay đổi, cảm thấy kinh ngạc. Mẹ kiếp! Tên này tăng cấp nhanh thế à? Bất thường quá! Sắc mặt Việt Tôn sầm lại. Diệp Quân bỗng nói, tiền bối, tại sao họ không ra tay? Hoàng đế Đại Chu nói, chắc là đang đợi ai đó. Diệp Quân hít mắt, còn có người mạnh hơn. Hoàng đế Đại Chu gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, có lẽ sẽ sớm thôi. Diệp Quân đang muốn nói gì? Lúc này thời không ở đằng xa bỗng rung lên, ngay sau đó thời không nổ tung, một người đàn ông trung niên mặc áo đen chậm rãi bước ra. Người đàn ông trung niên này vừa bước ra, thời không cả trời đất sục sôi, sau đó tan ra từng chút. Mọi người đều biến sắc. Thập điện chủ. Đám người Việt Tôn cung kính chào, chào thập điện chủ. Hoàng đế Đại Chu bên cạnh Diệp Quân nhìn chằm chằm thập điện chủ. Vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy, thực lực của người này có lẽ còn cao hơn Cơ Tiểu Kiếm. Diệp Quân nhìn thập điện chủ, phải nói là hắn vẫn đánh giá thấp Ác Đạo Minh. Cường giả nhiều thật. Thập điện chủ chậm rãi bước đến cách trước mặt mấy người Diệp Quân cả trăm trượng, ánh mắt ông ta nhìn sang Diệp Quân, cười nói, nghe nói đằng sau ngươi có một kiếm tiên nữ váy trắng, đúng không? Diệp Quân gật đầu, ừ. Thập điện chủ mỉm cười. Thứ cho ta nói thẳng, các ngươi không một ai là đối thủ một quyền của ta, thế nên chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, ngươi gọi người đến đi, thế nào? Diệp Quân im lặng. Thập điện chủ cười nói, nghe nói bà ta giết người chưa bao giờ cần dùng đến đòn tấn công thứ hai, đáng tiếc ta sẽ tiễn bà ta đến thế giới bên kia. Ngươi mau gọi bà ta ra, ta thật sự không chờ được rồi, muốn đấm vào đầu bà ta trước mặt ngươi. Bởi vì ta thực sự rất muốn xem quá trình kẻ thù đi từ ngạc nhiên đến tuyệt vọng, cảm giác đó thật tuyệt. Diệp Quân nhìn thập điện chủ, đang định lên tiếng thì đột nhiên. Thời không bên cạnh Diệp Quân nứt ra, một người phụ nữ váy trắng chậm rãi bước ra. Diệp Quân, một bộ váy trắng không nhiễm bụi trần. Mọi người đều đưa mắt nhìn kiếm tu nữ váy trắng vừa bước ra đó. Đều là những ánh mắt tò mò. Dĩ nhiên tất cả cường giả Đại Chu đều rất tò mò về những người đứng sau Diệp Quân, dù sao một yêu nghiệt như Diệp Quân chắc chắn không phải là người mà người bình thường có thể dạy dỗ ra được, chỉ là họ không biết rốt cuộc người đứng sau Diệp Quân mạnh đến mức nào. Chẳng mấy chốc vài cường giả Đại Chu xa sầm mặt mày. Vì họ nhận ra lúc kiếm tu nữ váy trắng này bước ra, trên người lại không hề có dao động năng lượng, so với lúc cường giả Ác Đạo Minh thì quả thật là một trời một vực. Từ Thiên đó bỗng khó hiểu nói, lão đạo sĩ, tại sao ta không cảm nhận được người này? Người phụ nữ váy trắng vừa bước ra, ông ta nhận ra mình không hề cảm nhận được sự tồn tại của người phụ nữ váy trắng. Hơi bất thường. Đạo quân bình thường nói, có phải là ngươi quá yếu không? Từ Thiên nổi giận, mẹ kiếp. Đạo quân mặc kệ Từ Thiên,
Ông ta nhìn người phụ nữ váy trắng bước ra từ đằng xa, ánh mắt cũng hiện lên vẻ ngờ vực, vì ông ta cũng không cảm nhận được. Ngay khi người phụ nữ váy trắng bước ra, vẻ mặt Hoàng đế Đại Chu bỗng trở nên nghiêm trọng. Vì ông ta cũng không cảm nhận được. Mà nếu không cảm giác được khí tức của đối phương, chỉ có hai khả năng, một là đối phương có khả năng che giấu cực kỳ cao, giấu được bí mật và khí tức của mình, hai là thực lực của đối phương vượt xa ông ta. Nghĩ đến đây Hoàng đế Đại Chu cảm thấy sợ hãi, vì ông ta nghĩ chắc chắn là khả năng thứ hai. Lúc này đám người Việt Tôn ở phía xa cũng nhìn chằm chằm người phụ nữ váy trắng. Phải nói là Việt Tôn hơi thất vọng, vì người phụ nữ váy trắng quả thật quá bình thường. Ngay khi bước ra thế mà lại không có một chút dao động đại đạo nào. Quả thật khiến người khác thất vọng. Lúc này Việt Tôn cũng cảm thấy khá may mắn, cũng may trước đó không rời đi vì sự bất an của mình, nếu không có thể mình đã đánh mất rất nhiều tài sản của Đại Chu rồi. Ở một bên khác, sau khi nhìn thấy người phụ nữ váy trắng, Diệp Thanh Thanh lập tức hừ một tiếng, sau đó xoay người ngự kiếm bay đi, thoáng chốc đã biến mất ở tận cuối tinh không. Thập điện chủ nhìn người phụ nữ váy trắng, sau đó cười nói, nghe nói ngươi chưa từng đánh ra nhát kiếm thứ hai. Người phụ nữ váy trắng không để ý tới thập điện chủ mà quay đầu nhìn Diệp Quân, Diệp Quân vội nói, ông ta muốn tìm người, hắn vẫn chưa quên, lần trước hắn bị cô đánh một trận vì đối thủ quá yếu, đến nay nhớ lại vẫn cảm thấy sợ. Người phụ nữ váy trắng thu lại tầm nhìn, sau đó quay đầu nhìn thập điện chủ bỗng bật cười, chuẩn bị cho tốt. Ta sẽ đánh vỡ đầu ngươi chỉ bằng một quyền, nói rồi ông ta đột ngột vươn vai, sau đó năm ngón tay siết chặt thành nắm đấm rồi đấm một quyền vào người phụ nữ váy trắng. Ngay lập tức, đại đạo hiện có giữa trời đất bỗng bị chấn áp, quyền thế đáng sợ bao phủ lấy mọi người. Mọi người đều nghẹt thở. Không chỉ thế, vô số cường giả không chịu nổi uy lực quyền đạo đáng sợ đó, cơ thể bắt đầu nứt ra. Cho dù là cường giả cảnh giới khai đạo cũng không ngoại lệ, uy lực của một quyền đáng sợ cực kỳ. Mọi người đều hãi hùng. Sắc mặt Diệp Quân thay đổi, vội chắn trước mặt Chu Phản, kiếm ý vô địch lao ra, thế nhưng kiếm ý vô địch vừa xuất hiện đã bị chấn áp. Ngay lúc này người phụ nữ váy trắng bỗng phất tay áo, chỉ thấy một tia kiếm quang bay ra. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, uy lực quyền đạo đáng sợ đã biến mất. Lúc nhìn thấy thập điện chủ, mọi người đều hóa đá. Một thanh kiếm cắm vào giữa trán thập điện chủ, ông ta như một khúc gỗ bị đè chặt ở đó. Mọi người như bị kích thích, đầu óc trống rỗng. Giết trong tích tắc. Bị giết trong tích tắc. Từ Thiên khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt, hai mắt trợn tròn, run giọng nói, A-di-đà, địch. Cổ họng đạo quân khẽ chuyển động, sau đó nói, lợi hại. Nguyên tướng nhìn chằm chằm người phụ nữ váy trắng, sau đó nói, phong thái tuyệt đỉnh, có 102. Hoàng đế Đại Chu cười khổ. Ông ta biết kiếm tu nữ váy trắng trước mặt này rất mạnh, nhưng ông ta không ngờ lại mạnh đến mức này. Một nhát kiếm. Một nhát kiếm nhẹ nhàng đã giết chết một cường giả cảnh giới khai đạo đỉnh cấp. Cảnh giới khai đạo thật quá nhỏ bé. Mặt đám người Việt Tôn ở đằng xa không còn giọt máu. Cả người không ngừng run rẩy. Nhát kiếm đó khiến họ ngây ngẩn cả người. Lúc này thập điện chủ dẫn đầu cũng đầu óc trống rỗng. Thập điện chủ hơi khó tin nhìn người phụ nữ váy trắng, ngươi, sao có thể? Người phụ nữ váy trắng nhìn thập điện chủ, ánh mắt không hề có chút dao động, ngươi nhỏ bé có khác gì một con kiến không? Thập điện chủ bỗng giống to một tiếng, không thể nào, nói rồi ông ta siết chặt hai tay. Thoáng chốc một luồng quyền thế đáng sợ lao ra từ trong người ông ta, thế nhưng quyền thế vừa xuất ra lập tức tan thành mây khói. Chân áp. Cho dù thập điện chủ phản kháng thế nào, sức mạnh của ông ta cũng không thể ra khỏi cơ thể mình, vừa ra khỏi lập tức bị chân áp. Chẳng mấy chốc thập điện chủ cảm thấy tuyệt vọng. Đám người Việt Tôn bên cạnh ông ta thấy thế bèn xoay người bỏ chạy. Thế nhưng ngay lúc họ vừa xoay người bỏ chạy thì nhận ra đầu mình vẫn còn ở chỗ cũ, nhưng cơ thể đã chạy đi vạn trượng. Cơ thể đang bay, hồn đuổi theo sau. Sáu vị cảnh giới khai đạo bị giết trong tích tắc, thấy thế, bầu không khí trở nên im ắng. Lúc này mấy người Từ Thiên đã không còn cảm giác gì nữa.
ngoài sự kinh hãi, còn có vẻ sợ hãi khó có thể hình dung. Đó là cường giả cảnh giới khai đạo đấy. Hiện giờ đó là sự tồn tại đỉnh cao trong thế giới và nhận thức của họ, mà họ cũng là một trong những sự tồn tại đỉnh cao này. Thế nhưng lúc này kiếm tu nữ váy trắng này lại giết cảnh giới khai đạo như giết một con gà. Quả thật là hệt như giết gà. Cảnh giới khai đạo nhỏ bé như kiến. Lúc này trong lòng các cường giả đại chu đều có cảm xúc phức tạp vô hình. Tu đạo một đời cứ tưởng mình đã là sự tồn tại cao nhất rồi, nhưng lúc này có người dùng sự thật nói cho họ biết, họ chẳng qua rất nhỏ bé. Thế gian này ai ai cũng là ếch ngồi đáy giếng, chẳng qua miệng giếng của vài người quá nhỏ, có người miệng giếng to hơn một chút. Nhưng trước mặt những người nào đó thì chẳng có sự khác biệt nào. Như ở trước mặt kiếm tu nữ váy trắng này, đám cảnh giới khai đạo như họ chẳng khác nào là kiến. Lúc này đạo tâm của tất cả cường giả đều sụp đổ, trong lòng có thần. Diệp Quân vẫn ổn hơn một chút, vì hắn đã quen rồi. Ha ha! Thập điện chủ ở đằng xa bỗng bật cười thành tiếng, nụ cười cực kỳ thê lương. Ông ta không ngờ lại có ngày mình bị người ta giết chết. Lúc này đạo tâm của ông ta cũng sụp đổ, thập điện chủ nhìn người phụ nữ váy trắng, đang định nói gì đó nhưng lúc này bà ấy vung tay lên, ông ta biến thành tro tàn. Lập tức bị tiêu diệt triệt để. Mọi người! Người phụ nữ váy trắng chậm rãi xoay người lại nhìn Diệp Quân, ta vẫn chưa giết đủ. Nói rồi bà ấy nhìn các cường giả Đại Chu. Đại Chu! Diệp Quân vội nói, cô, người của mình, họ đều là người của mình. Người phụ nữ váy trắng lạnh nhạt nhìn Diệp Quân, sau đó xòe tay ra nhẹ nhàng nắm lại. Thời không phía xa bỗng rung lên, ngay sau đó vô số năng lượng bí ẩn tụ lại từ bốn phía. Mọi người hơi khó hiểu. Đây là đang làm gì thế? Diệp Quân cũng hơi khó hiểu, cô làm gì thế nhỉ? Không lâu sau năng lượng đằng xa tụ lại một chỗ, từng linh hồn xuất hiện trong ánh mắt đầy vẻ ngờ vực của mọi người. Từ Thiên bỗng kêu lên một tiếng, chết tiệt, bà ta đang hồi sinh đám người ác đạo minh, mẹ kiếp. Lúc này mọi người đều ngơ ngác. Hồi sinh. Bà ấy đang hồi sinh đám người bị bà ấy giết lúc nãy đó. Vẻ mặt Diệp Quân cũng cứng đờ. Chẳng mấy chốc đám người thập điện chủ và Việt Tôn lại xuất hiện trước mặt họ. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ cực kỳ đáng sợ bỗng lan ra từ chỗ sâu trong tinh không, sau khi uy lực này xuất hiện, cả trời đất đều trở nên hư ảo. Không chỉ thế, sức mạnh của uy lực đó khiến mọi người đều biến sắc, một số cường giả khá yếu lập tức quỳ rạp xuống tại chỗ, không thể nào phản kháng. Cho dù là mấy người cường giả cảnh giới khai đạo, lúc này cũng chậm rãi cong đầu gối xuống. Không một ai có thể phản kháng. Ngay cả Diệp Quân. Lúc này Diệp Quân chỉ cảm thấy có rất nhiều ngọn núi đang đè lên đầu tim mình, cho dù hắn phóng ra kiếm ý của mình vẫn không thể chống đỡ được, không chỉ thể hắn còn không thể có nổi một suy nghĩ phản kháng. Cảm giác đó hệt như lúc người bình thường thấy trời sụp xuống. Ngoài chết ra thì không còn cách nào khác. Đây là áp chế đại đạo. Áp chế đại đạo đặc biệt mà hắn chưa từng thấy. Cảm giác như lần đầu đối mặt với Tịnh tông chủ của quá khứ tông đó, không có nổi một ý nghĩ phản kháng. Đạo của tông chủ quá khứ tông đó là theo lời nói. Nhưng lúc này đạo này lại là một loại đạo khác. Mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là cường giả ở đâu ra vậy? Uy lực đó ngày càng mạnh, cùng lúc đó một giọng nói bỗng vang lên từ tận sâu tinh không vũ trụ, kẻ nào dám làm loạn sinh tử. Công khai vi phạm trật tự sinh tử đại đạo hiện có, chán sống rồi sao? Người phụ nữ váy trắng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sau đó giơ tay lên. Kiếm hành đạo bỗng bay ra. Kiếm hành đạo. Tận sâu tinh không đằng xa, một tiếng sợ hãi thốt lên, hóa ra là thiên mệnh đại nhân, ta cúi đầu chào. Bụp bụp bụp. Tiếng dập đầu vang vọng khắp cả vũ trụ. Mọi người. Người phụ nữ váy trắng thu lại tầm nhìn, xòe bàn tay ra, kiếm hành đạo quay lại trong tay bà ấy, cùng lúc đó còn có một chiếc nhẫn nhưng mọi người không chú ý đến. Lúc này đám người thập điện chủ cách trước mặt bà ấy không xa đã sống lại.
đám người thập điện chủ và Việt Tôn cực kỳ hoang mang. Chuyện gì đây? Chẳng phải mình đã chết rồi sao? Lẽ nào đang nằm mơ? Thập điện chủ bỗng nhìn người phụ nữ váy trắng, như nhìn thấy ma, ngươi muốn làm gì? Lúc nhìn thấy người phụ nữ này, họ mới giật mình, thì ra không phải nằm mơ. Mặt người phụ nữ váy trắng không cảm xúc, giết vẫn chưa đủ nên giết lại lần nữa. Nói xong, bà ấy vung tay áo lên. Vèo vèo vèo. Thoáng chốc đầu đám người thập điện chủ bay lên trời. Mọi người. Giết lần nữa, những người đại chu ở đó đứng sững như bị điểm huyệt. Giết một lần không đủ, hồi sinh rồi giết lần nữa. Còn có thể như thế sao? Lúc này mọi người hết sức bàng hoàng, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mặt như giấc mộng, cực kỳ không chân thực. Trong tiểu tháp, Nhất Niệm ngồi xổm dưới đất, đầu vùi vào giữa hai đầu gối, liên tục thầm nói, ta không nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy gì. Tiểu tháp. Bên ngoài tháp. Người phụ nữ váy trắng chậm rãi xoay người lại nhìn Diệp Quân, Diệp Quân kéo Chu Phạn vẫn chưa hoàn hồn đi đến trước mặt người phụ nữ váy trắng. Sau đó nói cô, dứt lời, hắn gãi nhẹ vào lòng bàn tay Chu Phạn. Chu Phạn hoàn hồn, do dự một chốc, sau đó hơi cúi người nói cô. Người phụ nữ váy trắng nhìn Chu Phạn, sau đó vung tay áo lên, một tia kiếm khí bỗng bay ra đi vào trong thời không phía xa. Mọi người đều khó hiểu. Người phụ nữ váy trắng nhìn Chu Phạn, nó còn ở đây, kiếm khí này còn ở đây, kiếm khí này còn thì Đại Chu không bao giờ diệt vong. Nghe thế Hoàng đế Đại Chu và các cường giả Đại Chu đều mừng rỡ, sau đó đồng loạt cúi người hành lễ. Bùa hộ thân. Bùa hộ thân mạnh nhất từ trước đến giờ của Đại Chu. Mặc dù trước đây vì Diệp Quân mà Đại Chu đánh cược cả con bài cuối cùng, mất hết sạch mọi thứ, nhưng lúc này xem ra đây đúng là xứng đáng. Hoàng đế Đại Chu mừng khôn xiết, lần cược lớn này, ông ta thắng rồi. Mặc dù không biết rốt cuộc thực lực của kiếm tu nữ váy trắng mạnh bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định là vị kiếm tu nữ này đến từ vũ trụ nền văn minh cấp 5, thực lực tuyệt đối vượt qua cảnh giới khai đạo. Có cường giả như vậy bảo vệ, Đại Chu thậm chí sẽ không sợ nền văn minh thiên hành nữa. Lần này đánh cược cả quốc vận, Đại Chu thắng rồi. Chu Phạn mỉm cười nhìn Diệp Quân bên cạnh, dĩ nhiên cô ta biết sở dĩ nữ kiếm tu tử váy trắng này làm thế hoàn toàn là vì Diệp Quân. Ngay lúc này đạo quân ở một bên bỗng bước ra, sau đó cung kính chào tiền bối, vãn bối cả gan hỏi một câu, nếu cửu điện hạ không còn nữa thì Đại Chu ta có nguy cơ bị diệt vong sao? Nghe đạo quân nói thế, mọi người đều hoàn hồn. Đúng thế. Nữ kiếm tu này nói Chu Phạn còn thì kiếm khí đó còn, nói cách khác nếu Chu Phạn không còn, vậy kiếm khí đó cũng biến mất. Người phụ nữ váy trắng nhìn đạo quân. Không đáp lời mà nhìn Diệp Quân, đi theo ta. Dứt lời, bà ấy xoay người đi sang một bên, ánh mắt đạo quân hiện lên vẻ lo lắng. Diệp Quân kéo Chu Phạn đi theo. Chu Phạn vốn dĩ muốn từ chối, vì nữ kiếm tu váy trắng này không gọi cô ta nhưng Diệp Quân lại nắm chặt lấy tay cô ta kéo đi, cô ta không còn cách nào khác chỉ đành đi theo. Người phụ nữ váy trắng chậm rãi bước đi. Diệp Quân kéo Chu Phạn đi bên cạnh bà ấy. Người phụ nữ váy trắng nói, còn phải nhanh một chút. Diệp Quân hơi sửng sốt, sau đó nói, cô, người và cha, nói đến đây hắn nhìn người phụ nữ váy trắng, không nói gì nữa. Người phụ nữ váy trắng nói, chuyện của người lớn, trẻ con đừng hỏi. Diệp Quân. Người phụ nữ váy trắng dừng bước, bà ấy xòe tay ra, 8 chiếc nhẫn bay đến trước mặt Diệp Quân, cho con. Diệp Quân thấy cảm động, đây chắc chắn là mấy chiếc nhẫn của đám người thập điện chủ trước đó, nhưng sau đó hắn nhíu mày, vì hắn nhớ tới khi đó thập điện chủ chỉ có 7 người, mà ở đây lại có 8 chiếc nhẫn. Diệp Quân nhận lấy nhẫn, sau đó nói, cô, giọng nói bí ẩn lúc nãy là. Người phụ nữ váy trắng nói, chỉ là một con kiến thôi. Diệp Quân. Chu Phạn. Người phụ nữ váy trắng lại nói, người bảo vệ trật tự đại đạo hiện có. Diệp Quân hơi tò mò, hình như ông ta quen với người. Người phụ nữ váy trắng bình tĩnh nói, năm đó đi ngang qua một nơi, đại đạo hiện có gì đó hơi kiêu ngạo, bị ta dạy dỗ một trận, bị ông ta nhìn thấy.
Diệp Quân. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân vội lấy tiểu tháp ra, sau đó nói, cô, bây giờ tháp ra đi theo con hơi mất sức, cô có thể thăng cấp cho nó không? Tiểu tháp rất cảm động, vui mừng nói, cái tên này, cuối cùng ngươi cũng nói được một câu tiếng người rồi. Diệp Quân. Người phụ nữ váy trắng nhìn tiểu tháp, xòe tay ra, tiểu tháp lập tức rơi vào trên tay bà ấy, tiểu tháp phấn khích nói, thiên mệnh tỷ tỷ. Tay trái người phụ nữ váy trắng bỗng xòe ra, ngay sau đó một tia lưu quang bí ẩn bay đến từ chỗ sâu trong tinh không vũ trụ, cuối cùng chui vào trong tiểu tháp. Vù. Thoáng chốc khí tức đáng sợ bỗng phóng lên trời từ trong tiểu tháp, cả tinh hà sục sôi. Thấy thế Diệp Quân hơi ngạc nhiên, đương nhiên là vui nhiều hơn, sau lần cải tạo này, tháp ra hẳn là có thể cất cánh. Sau này nếu có nguy hiểm gì, tháp ra hẳn là có thể trợ giúp. Đúng lúc này, người phụ nữ váy trắng bỗng dùng ngón tay ấn tiểu tháp xuống, khí tức phát ra từ tiểu tháp bị chấn áp, cùng lúc đó trong tiểu tháp đột nhiên xuất hiện một luồng lưu quang màu sắc sặc sỡ, rất sáng và đẹp. Diệp Quân đang muốn hỏi, người phụ nữ váy trắng như cảm nhận được gì đó bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt bà ấy lóe sáng, ngay sau đó bà ấy biến mất khỏi đó. Diệp Quân sửng sốt. Cứ thế mà đi sao? Bất lực khẽ cười. Cô này nói đến là đến, nói đi là đi. Diệp Quân nhìn tiểu tháp trước mặt nói, tháp ra, bây giờ ngươi. Tiểu tháp bình tĩnh nói, bây giờ ta phải từ từ hấp thu, ta nghĩ ngươi nên đổi cách xưng hô này. Ta và cha ngươi tốt xấu gì cũng là xưng huynh gọi đệ, sau này ngươi có thể gọi ta là tháp phụ. Diệp Quân sầm mặt. Mẹ nó chứ. Tháp ra bắt đầu tào lao rồi. Nhưng tiểu tháp lại không nói gì nữa, biến thành luồng sáng đi vào cơ thể Diệp Quân. Diệp Quân cũng mặc kệ tháp ra, nhìn chiếc nhẫn cô váy trắng đưa cho hắn trong tay, chẳng mấy chốc hắn mừng rỡ. Trong chiếc nhẫn có tất cả 2000 tổ mạch. Trong đó tổ mạch của thập điện chủ là nhiều nhất, một mình ông ta có hơn 1500 tổ mạch. Giàu thật rồi. Trước kia vì nuôi tiên đạo thụ đó mà hắn tiêu tốn gần hết tổ mạch, đang lúc thiếu tiền, không ngờ phút chốc trở thành người giàu. Vẫn là cướp kiếm tiền nhanh nhất. Diệp Quân đè nén sự vui mừng, nhìn chiếc nhẫn cuối cùng, chiếc nhẫn này khác với 7 chiếc nhẫn kia, 7 chiếc nhẫn đều là vàng sậm, mà chiếc nhẫn cuối cùng này lại có màu tím nhạt, chiếc nhẫn này hẳn là chiếc nhẫn của người bảo vệ trật tự đại đạo hiện có đó. Diệp Quân hơi tò mò thả thần thức vào trong, hắn sửng sốt. Trong chiếc nhẫn màu tím nhạt này thế mà có 30 tinh thể vĩnh hằng. Tinh thể vĩnh hằng. Diệp Quân vội vàng lấy ra, hắn nhìn kỹ lại, xác nhận chính là tinh thể vĩnh hằng, giống hệt chiếc nhẫn lúc đầu nhất niệm cho hắn xem. Nhưng tinh thể vĩnh hằng trong tay hắn nhỏ hơn chiếc nhẫn kia một nửa, hơn nữa sức mạnh của tinh thể vĩnh hằng chứa trong đó kém xa chiếc nhẫn trong tay nhất niệm. Lúc này Chu Phạn ở một bên bỗng ngạc nhiên nói, tinh thể vĩnh hằng. Diệp Quân nhìn Chu Phạn, muội cũng nhận ra à? Chu Phạn gật đầu, trong mấy cuốn sách cổ của Hoàng Thất có ghi chép về tinh thể vĩnh hằng này, nghe nói vật này đến từ vũ trụ nền văn minh cấp 5 trong truyền thuyết, cũng không biết là thật hay không. Vũ trụ nền văn minh cấp 5. Diệp Quân nhíu mày, lúc này hắn nghĩ đến nhất niệm cũng có tinh thể vĩnh hằng, lẽ nào muội ấy đến từ vũ trụ nền văn minh cấp 5? Cũng không phải không có khả năng. Tất nhiên hắn sẽ không ngu ngốc đến mức cho rằng nhất niệm là một cô gái làm công bình thường, dù sao cô ta cũng có thể hiểu được thời không bí ẩn mà cô váy trắng để lại, hắn phải dành thời gian để trò chuyện với cô ta. Lúc này Chu Phạn bỗng nói, tiếp theo huynh có dự định gì? Diệp Quân trầm giọng nói, 10 phần thần tính, tăng cường cơ thể, tu luyện vài loại kiếm kỹ. Chu Phạn trầm giọng nói, ác đạo minh. Diệp Quân lắc đầu, trước đó ta nghe đám người Việt Tôn gọi cường giả áo đen đó là thập điện chủ, nói cách khác rất có khả năng ác đạo minh có cửu điện chủ, bát điện chủ gì đó. Hơn nữa, ác đạo minh này chuyên lôi kéo ác đạo, nhưng trong các cường giả đến lần này thế mà lại không có một vị ác đạo nào, rất không bình thường. Chu Phạn trầm giọng nói, ý của huynh là mấy người chúng ta tiếp xúc có thể chỉ là vai vế nhỏ trong ác đạo minh. Diệp Quân gật đầu. Chu Phạn nói, lát nữa ta bảo người đi điều tra. Diệp Quân khẽ gật đầu, ừ. Bây giờ hắn gần như không biết gì về ác đạo minh,
có Đại Chu giúp điều tra dĩ nhiên là quá tốt rồi. Diệp Quân lại nói, nếu muội muốn lấy quả đạo linh đó thì có thể vào trong tiểu tháp, 10 năm trong tháp bằng một ngày ở bên ngoài, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian của muội, ngoài ra có thể tu luyện trong tiên đạo thụ của tiểu tháp, hiệu quả tốt hơn. Chu Phạn gật đầu, ừ. Như nghĩ đến điều gì, cô ta lại nói, huynh muốn đạt đến 10 phần thần tính ư. Diệp Quân gật đầu, phải. Chu Phạn nói, có lẽ Đại Chu ta giúp được huynh. Diệp Quân hơi tò mò, giúp thế nào? Chu Phạn mỉm cười, truyền thừa của hoàng tộc. Diệp Quân nói, là sao? Chu Phạn giải thích, Đại Chu ta có một thánh địa gọi là vùng đất tiên tổ, nơi đó có rất nhiều thần hồn và truyền thừa do tiên tổ để lại. Huynh đến đó tu luyện, họ sẽ hướng dẫn huynh, có lẽ có thể giúp huynh đạt đến 10 phần thần tính. Diệp Quân suy ngẫm, sau đó nói, được. Chu Phạn nói, ta dẫn huynh đi. Diệp Quân khẽ gật đầu, ừ. Chu Phạn bỗng nói, nếu huynh đạt 10 phần thần tính. Diệp Quân cười nói, lo ta sẽ trở thành tu đạo giả thuần túy, trong lòng không có những cái khác nữa à? Chu Phạn gật đầu. Diệp Quân hơi tò mò, muội là bán bộ khai đạo, nói cách khác muội đã là 10 phần nhân tính, vậy tại sao muội còn thích ta? Chu Phạn mỉm cười nói, thần tính của ta không thuần túy như vậy. Sau khi 10 phần thần tính càng thuần túy, sức mạnh càng đáng sợ, nhưng để đạt được thần tính thuần khiết thực sự không phải là điều dễ dàng. Sau khi thần tính thuần túy sẽ là độc khai nhất đạo, sẽ mạnh hơn, giống như thập điện chủ trước đó, người kia chắc chắn là thần tính thuần túy. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Chu Phạn nhìn Diệp Quân, mục tiêu của huynh chắc không phải là 10 phần thần tính thuần túy nhỉ. Diệp Quân trầm giọng nói, ừ. Mục tiêu cuối cùng của hắn cũng là nhân tính áp chế thần tính, nếu không đạt đến thần tính thuần túy thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Nghe Diệp Quân nói thế, Chu Phạn hơi cúi đầu xuống không nói gì. Diệp Quân nắm tay Chu Phạn, mỉm cười nói, nhưng mục tiêu cuối cùng của ta là tu luyện nhân tính, thế nên thần tính thuần túy chỉ là thời kỳ quá độ của ta. Chu Phạn hơi ngạc nhiên, nhân tính áp chế thần tính. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Chu Phạn trầm giọng nói, ta cũng biết một chút về cảnh giới này, nhưng rất khó. Diệp Quân khẽ gật đầu, là rất khó, nhưng đó là con đường ta phải đi, tin ta có thể làm được. Chu Phạn nhìn Diệp Quân, sau đó gật đầu, ừ. Dứt lời, cô ta chủ động nắm lấy tay Diệp Quân, sau đó dẫn Diệp Quân biến mất khỏi đó. Ở một bên khác, Hoàng đế Đại Chu đứng trong hư không. Ông ta nhìn phía trước hồi lâu cũng không nói gì. Trước mặt ông ta vốn dĩ là hoàng thành Đại Chu từng rất sầm uất, nhưng bây giờ đã lụi tàn. Không biết qua bao lâu, ông ta bỗng nói, "A ông," một ông lão mặc đồ trong cung xuất hiện sau lưng ông ta, ông lão cúi người xuống. Hoàng đế Đại Chu bình tĩnh nói, thông báo với mọi người, không ai được lan truyền chuyện nữ kiếm tu váy trắng ra ngoài, phải giữ bí mật tuyệt đối, kẻ nào làm trái lệnh, Chu Di thập tộc. Ông lão do dự một lúc, sau đó nói, bệ hạ, tại sao? Hoàng đế Đại Chu mặt không cảm xúc, nếu để ác đạo minh biết thực lực của nữ kiếm tu váy trắng đó, chúng có thể tiếp tục giả chết sao? Nói đến đây, ánh mắt Hoàng đế Đại Chu bỗng lóe lên vẻ tàn nhẫn. À ông! Vùng đất tiên tổ Đại Chu. Vùng đất tiên tổ Hoàng thất Đại Chu tọa lạc tại một tinh không đặc biệt, tinh không này được trận pháp cực mạnh của Hoàng tộc Đại Chu bảo vệ. Hơn nữa cách chiến trường trước đó rất xa, cho nên nơi này vẫn chưa bị ảnh hưởng. Mà nơi này cũng là cấm địa bậc nhất của Đại Chu, vì nơi này từng là nơi an nghỉ dành cho tiên tổ các đời trước của Đại Chu, ngoài con cháu hoàng thất cán cốt nhất của Đại Chu, người ngoài đều không được đi vào nơi này. Chu Phạn và Diệp Quân vừa đến đây, một ông lão râu tóc bạc phơ bước ra đón, ông ta cúi người chào cả hai, bái kiến điện hạ, Diệp công tử. Chu Phạn khẽ gật đầu. Sau đó dẫn Diệp Quân đi về phía xa. Ông lão vội giải trừ kết giới. Khi hai người đi vào vùng đất tiên tổ, nghênh đón cả hai là một tinh không rực rỡ sắc màu, tinh quang xung quanh lung linh, cực kỳ rực rỡ. Cách trước mặt họ cả ngàn trượng là hơn cả trăm cột sáng lơ lửng. Chu Phạn cúi người xuống với cột sáng đó, các vị tiên tổ, làm phiền rồi. Dứt lời.
cô ta quay đầu lại nhìn Diệp Quân, qua đây. Diệp Quân khẽ gật đầu, ừ. Dứt lời, hắn đi về phía khu vực cột sáng, nhưng nghĩ đến điều gì hắn bỗng dừng bước, sau đó xoay người nhìn Chu Phản, xòe tay ra, một chiếc nhẫn chậm rãi bay đến trước mặt cô ta. Chu Phản hơi khó hiểu. Diệp Quân mỉm cười nói, trận chiến lần này không chỉ có Đại Chu ra sức mà còn vài thế lực mạnh khác nữa, họ bị tổn thất không ít, đây là chút tâm ý của ta, muội giao lại cho họ giúp ta. Chu Phản nhìn chiếc nhẫn rồi gật đầu, được. Diệp Quân gật đầu, sau đó xoay người đi về phía khu vực cột sáng, khi hắn đến gần, khu vực đó bỗng rung chuyển. Một giọng nói bỗng vang lên trong một cột sáng trong đó, người này không phải người Đại Chu ta. Chu Phản nói, hắn là chồng ta. Dứt lời, cô ta xòe tay ra, ba chiếc ấn xuất hiện trong tay cô ta. Cột sáng đó im lặng hồi lâu, ngay sau đó tất cả cột sáng bỗng rung chuyển dữ dội, sau đó từng chùm sáng bay ra, thoáng chốc nhấn chìm Diệp Quân. Đạo truyền thừa. Mỗi thế lực đỉnh cấp đều có pháp truyền thừa đặc biệt, là nền văn minh đỉnh cấp cấp 4, dĩ nhiên Đại Chu cũng không ngoại lệ. Cũng chính vì có pháp truyền thừa này, chỉ cần nền văn minh đỉnh cấp cấp 4 không gặp kẻ thù cực kỳ mạnh thì cơ bản rất khó bị suy tàn. Chu Phản thu lại ba thần ấn đó, cô ta nhìn phía xa, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. 10 phần thần tính. Nếu là người khác, cô ta cũng sẽ không lo lắng như vậy, dù sao muốn đạt đến 10 phần thần tính thuần túy cũng không đơn giản như vậy, nhưng Diệp Quân thì lại khác, thiên phú của Diệp Quân quá mức yêu nghiệt. Nếu hắn một lòng theo đuổi thần tính thuần túy thì vẫn có cơ hội làm được. Mà một khi thần tính thuần túy. Lúc này A ông bỗng xuất hiện sau lưng Chu Phản, ông ta hơi cúi người xuống, điện hạ, các vị đã đến điện nghị sự. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 86.